Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 535. Một khi thế giới khải kỳ lục bên trên tiên đoán thực hiện, cái kia toàn bộ thế giới, đều muốn bị hắc ám nuốt hết, triệt để sa đọa. Luân hồi chi chủ, người cũng tính cái người chứng kiến. Có thể khiến ta vận dụng sát chiêu, người chính là chết, cũng đủ để nhắm mắt. Sửu Hoàng phóng xuất ra thế giới khải kỳ lục, biểu lộ ngược lại trở nên lãnh tịch cùng sâu lắng, không có vừa mới xúc động, chỗ có cảm xúc đều yên tĩnh lại, khí tức cả người cùng thế giới khải kỳ lục dung hợp, phảng phất thành trí cao hắc ám hóa thân, bình tĩnh đến đáng sợ. Mà phóng xuất ra thế giới khải kỳ lục về sau, Sửu Hoàng thân thể rõ ràng rút nhỏ một quyền, năng lượng khí tức tiêu hao 10 điểm nghiêm trọng, thân thể cùng đầu đều lộ ra có chút khô quắt. Rõ ràng, thế giới khải kỳ lục này loại trung cực đại sát chiêu, Sửu Hoàng thi triển cũng là cần hao phí giá cả to lớn. Hắn hôm nay, cùng hắn nói là nắm trong tay thế giới khải kỳ lục, chẳng thà nói bị thế giới khải kỳ lục nắm trong tay, cả người thành một cái cung cấp nuôi dưỡng người, hết thảy linh khí năng lượng, tính mệnh máu tươi, pháp tắc lực lượng, toàn bộ đều muốn bị thế giới khải kỳ lục nghiền ép hấp thu, duy trì bản này sách cấm vận chuyển. Không hề nghi ngờ, thế giới khải kỳ lục, có thể nói là không không lúc nào không trung cực sách cấm, sự thần tác phẩm đỉnh cao, phía trên trôi nổi thiên chương phù văn, hắc ám thức tỉnh, tận thế tiên đoán, thiên địa băng diệt, virus lan tràn các loại, Diệp Thần chẳng qua là nhìn chăm chú liếc mắt, liền thật sâu thấy run rẩy, phảng phất thấy toàn bộ thế giới đã bị hắc ám bao phủ. Thế giới khải kỳ lục hắc ám áp bách, không chỉ là đạo tâm áp bách, mà là toàn phương diện áp bách, phổ biên vô tận hắc ám sa đọa tai khí, bao phủ người toàn thân. Quỷ trụ thánh địa bên trong, hết thảy nhìn thẳng thế giới khải kỳ lục người, tại chỗ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lọt vào đủ loại hắc ám virus, đủ loại hủy diệt thiên tai ăn mòn, rất nhiều người thân thể, đúng là tại chỗ vỡ vụn, chia ra thành vô số thật nhỏ cho bụi cùng virus hạt, tử trạng cực kỳ khốc liệt. Thế giới khải kỳ lục mạnh mẽ, cường đại đến nhường dám can đảm nhìn thẳng nó người, đều muốn trong nháy mắt bị hắc ám virus nuốt hết. Năm đó đỉnh phong thời điểm quỷ đạo tổ sư, liền là chết tại thế giới khải kỳ lục uy áp phía dưới. Liền quỷ đạo tổ sư chính mình cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là hắn đồ tử đồ tôn. Toàn bộ quỷ trụ thánh địa, muốn toàn quân bị diệt, trừ một chút tu vi cường giả đứng đầu bên ngoài, những người khác cơ bản toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Liền Sử Hoàng thủ hạ mình rất nhiều ác quỷ, cũng hoàn toàn không chịu nổi thế giới khải kỳ lục hắc ám uy áp, dồn dập kêu thảm bạo liệt, thân thể thành tro. Thế giới này khải kỳ lục hắc ám uy áp, thực sự quá kinh khủng, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy đồ vật. Quỷ trụ thánh địa bên trong, ngoại trừ đại lượng sinh linh chết bất đắc kỳ tử chết đi bên ngoài, còn có địa mạch cũng tại sụp đổ, bầu trời răng rắc bạo liệt. Có vô số hư không mảnh vỡ từ trên 9 tầng trời rớt xuống, thiên địa cũng phải nát, trong thánh địa rất nhiều sơn nhạc dòng sông, toàn bộ yên diệt thành phế tích, địa mạch bị hắc ám virus ký sinh, sinh ra vô số cổ quái vặn vẹo, không thể diễn tả ma vật, tại bừa bãi tàn phá gầm thét. Thế giới khải kỳ lục, báo trước thế giới tận thế hủy diệt, làm bản này sách cấm xuất hiện, không chỉ là toàn bộ sinh linh chết đi, liên đới lấy thiên địa, tinh không, sơn hà, miếu đường, giang hồ, thương hải. Tang điền, hết thảy, đều phải chết đi, đều muốn hướng đi vực sâu hủy diệt, hướng đi sa đọa chương cuối. Trong hư không vang lên thê lương bên trong mang theo điểm uyển chuyển tiếng nhạc, này tiếng nhạc không biết từ đâu tới, phảng phất là tận thế chương nhạc, vô tận ma vật tại khe khẽ nói nhỏ, bọn chúng nỉ non tựa như thế giới cuối cùng táng khúc. Đại thế đã mất, Diệp Thần tâm bên trong lần thứ nhất sinh ra dã rời, tại cảm nhận được thế giới khải kỳ lục hắc ám cùng khủng bố về sau. Hắn chỉ cảm thấy khó mà chống lại, căn bản không có khả năng chiến thắng. Hắn đạo tâm mạnh mẽ, nhưng hắn lúc này cũng cảm nhận được dã rời cùng khốn lười biếng. Bởi vì, thế giới khải kỳ lục hắc ám áp bách, không chỉ là đạo tâm áp bách, là toàn phương diện áp bách, hắc ám virus năng lượng, từ thân thể người mỗi một cái lỗ chân lông bên trong điên cuồng chui vào, muốn đem người kéo hướng vực sâu hủy diệt. Diệp Thần coi như đạo tâm mạnh mẽ. Nhưng thân thể của hắn cũng chỉ là thần đạo cảnh thân thể, căn bản ngăn không được thế giới khải kỳ lục uy áp. Quỷ đạo tổ sư tại thế giới khải kỳ lục uy áp dưới, lực lượng cũng toàn bộ giống như thủy triều, theo Diệp Thần trong cơ thể lùi bước trở lại luân hồi mộ địa bên trong, hắn pho tượng chịu ảnh hưởng, một lần nữa trở nên hắc ám ô uế. Diệp Thần vừa mới gọi ra thiên đạo đại tinh không, cũng là triệt để phá toái, hết thảy tinh thần sa đọa,
hoàn toàn ngăn cản không nổi thế giới khải kỳ lục khủng bố hắc ám. Tử Mị U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi, Viêm Hoàng Đại Si ba vị thiên đế, bây giờ đều trên mặt đất ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vẻ thống khổ, vận công gắt gao ngăn cản thế giới khải kỳ lục hắc ám ăn mòn. Thiên nữ vừa mới bị Viêm Hoàng Đại Si đánh thành trọng thương, bây giờ nhận thế giới khải kỳ lục trùng kích, trực tiếp ngất xỉu đi qua. Trừ bọn họ mấy người, toàn bộ quỷ trụ thánh địa, những người khác cơ hồ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết, sử hoàng dưới trướng ác quỷ cũng toàn bộ nổ tung, thậm chí toàn bộ thánh địa, toàn bộ bầu trời đều muốn hủy diệt, thế giới khải kỳ lục hắc ám cùng khủng bố, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Diệt Nguyệt, Đạo Nhật, các ngươi lăn tới đây cho ta. Sử hoàng khẽ cắn môi, chính hắn cũng lộ ra cố hết sức, thế giới này khải kỳ lục đừng nói là hắn, coi như là sử thần đích thân tới, cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ trưởng khống. Thời khắc này sử hoàng, rõ ràng có chút khó mà duy trì thế giới khải kỳ lục vận chuyển, hắn trực tiếp đem Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão triệu hoán tới, sau đó đem hai người bọn họ, xem như nhiên liệu chất dinh dưỡng, bổ sung đến thế giới khải kỳ lục bên trong đi. Diệt Nguyệt trưởng lão cùng Đạo Nhật trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể bị lấp nhập thế giới khải kỳ lục, trong nháy mắt chết đi, máu thịt của bọn họ, thành thế giới khải kỳ lục chất dinh dưỡng, bản này sách cấm toát ra càng thêm sáng chói hắc ám hào quang. Luân hồi chi chủ, thế giới này khải kỳ lục, người có thể có tư cách phản kháng. Nếu như không có, cái kia thân thể của ngươi, cũng phải trở thành quyển sách này chất dinh dưỡng. Sử hoàng tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, trực tiếp thôi động thế giới khải kỳ lục, bộc phát ra một chiêu tận thế tiên đoán, lập tức muôn vàn phù văn như hắc ám ngôi sao xen lẫn, hóa thành một cái lưới lớn, hướng Diệp Thần bao phủ tới. Thế giới khải kỳ lục có 9 chương, một chương so một chương lợi hại. Tận thế tiên đoán là chương 2, tiên đoán thế giới tận thế. Một chương này muôn vàn ký tự, xen lẫn thành lưới lớn, phảng phất là hắc ám ngày tận thế tới, khí tức 10 điểm khủng bố. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, hắn biết, muốn là chính mình bị tận thế tiên đoán đánh trúng, vậy khẳng định là phải chết, thân thể linh hồn đều muốn hướng đi tận thế. Thiên bi, hộ. Trong lúc nguy cấp Diệp Thần vội vàng gọi ra thiên bi, vô tận thần quang nở rộ, thiên bi nổi lên. Phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tràng, trực tiếp đem sử hoàng che đậy giết xuống tới tận thế tiên đoán xé nát đi, vô số tận thế ký tự hóa thành vụn vặt huỳnh quang, bốn phía tản mạn khắp nơi. Trước đó Diệp Thần hoàn thành luân hồi sách núc cơ, nhưng bây giờ luân hồi khí vận đại thịnh, 10 khối luân hồi huyền bia toàn bộ đi theo thuế trở nên cường đại, thiên bi cũng là tráng lớn hơn rất nhiều, hiện tại Diệp Thần điều động thiên bi hộ thân, lập tức liền ngăn trở thế giới khải kỳ lục hắc ám công kích. Nhưng điều động thiên bi, cần hao phí to lớn linh khí, dùng Diệp Thần bây giờ trạng thái, lại là có chút tiêu hao không nổi. Không sai, luân hồi chi chủ, người thế mà có thể ngăn cản thế giới khải kỳ lục nhất kích. Nhưng, kích thứ hai đâu? Sử hoàng mắt sáng như đuốc, nhìn ra Diệp Thần hết sạch sức lực, coi như thiên bi cường hãn, cũng không cách nào duy trì quá lâu. Trong tay hắn ma quang sáng chói, cùng thế giới khải kỳ lục cộng minh, chỉnh bản khải kỳ lục nở rộ nắng sớm. Kích thứ hai liền muốn bùng nổ. Ca ca, nơi này nguy hiểm, nhanh lên. Diệp Thần lâm vào cực độ trong nguy hiểm, lúc này, hắn lại nghe được trong lòng có một thanh âm vang lên, lại có thể là tinh không đạo thư khí linh, ngôi sao nhỏ thanh âm. Ngôi sao nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần sững sờ. Ca ca, nhanh lên a, ở lại chỗ này nữa, ngươi sẽ chết. Ngôi sao nhỏ vội vàng nói ra, nàng thanh âm có thể truyền đến Diệp Thần tâm bên trong, nhưng người còn xa tại hoàng đồ tinh phế tích bên trong, trong bóng tối giúp Diệp Thần chế tạo luân hồi sách. Ta cũng muốn đi, nhưng đi không nổi a. Diệp Thần cười khổ đáp lại nói. Tại thế giới khải kỳ lục bóng tối bao trùm dưới, hắn tựa như đặt mình vào tại một cái vô biên vô tận trong vực sâu, căn bản đào thoát không xong. Ngôi sao nhỏ nói, có thể rời khỏi, dùng luân hồi sách, ca ca. Chúng ta luân hồi sách, đã chế tạo ra một cái thiên chữ, có đầy đủ cường độ, có thể áp chế thế giới khải kỳ lục hắc ám. Nghe được ngôi sao nhỏ, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, hắn cũng là quên luân hồi sách là đỉnh cấp huyễn tưởng thần thư, coi như không sử dụng sửa đổi đi qua năng lực, dựa vào luân hồi sách vở thân trật tự, cũng đủ để chống lại thế giới khải kỳ lục hắc ám. Sử thần chỗ tư tưởng thế giới khải kỳ lục, hắc ám đủ để nuốt hết toàn bộ thế giới. Nhưng tuyệt đối không thể có thể ăn mòn luân hồi hướng thế sách. Bởi vì,
Luân hồi sách tư tưởng so thế giới khải kỳ lục còn điên cuồng hơn, còn muốn thiên mã hành không, trong đó ẩn chứa tín ngưỡng, ý chí, pháp tắc, quy luật lực lượng, cho dù là thế giới khải kỳ lục, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Ngôi sao nhỏ, nhắc nhở Diệp Thần, mắt thấy Sử Hoàng sẽ phải bùng nổ kích thứ hai, Diệp Thần đánh đòn phủ đầu, trong lòng câu thông luân hồi sách. Luân hồi hướng thế sách, chí cao trật tự, thiên chi chân lý, trấn áp hắc ám, cho ta buông xuống. Diệp Thần tâm bên trong rít lên một tiếng, lập tức, tại phía xa hoàng đồ tinh lòng đất phế tích luân hồi sách, cùng hắn sinh ra cộng minh, phóng xuất ra vô tận năng lượng, nhảy vọt vô tận thời không, giáng xuống một vệt hình chiếu, xuất hiện tại quỷ trụ thánh địa vùng trời. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng nhìn từ bề ngoài, lại không có một chút hư ảo. Màu vàng kim luân hồi sách, trôi nổi tại quỷ trụ thánh địa vùng trời, nở rộ thao thiên hào quang, sáng chói sương mù bốc hơi, bảo khí diễm diễm, từng mảnh trang sách toàn bộ là trống không, chỉ có khúc dạo đầu tổng cương tờ thứ nhất, phía trên in một chữ một cái thiên chữ. Nhìn thấy luân hồi sách xuất hiện, Sử Hoàng lập tức ngây dại, trên sách một cái thiên chữ, phảng phất ẩn chứa vô tận chân lý, vô cùng đại đạo diệu bao hàm, thế giới của hắn khải kỳ lục, theo luân hồi sách xuất hiện, hào quang liền hung hăng bị áp chế xuống, chung quanh hắc ám bị suy yếu rất nhiều, khắp nơi bày khắp luân hồi sách quang minh. Ca ca, ngay tại lúc này, đi, nhanh lên. Chớ cùng hắn đánh, người hẳn phải chết không nghi ngờ, người chỉ có như thế một cơ hội. Ngôi sao nhỏ lớn tiếng nói. Tại luân hồi sách hình chiếu buông xuống trong nháy mắt, Diệp Thần toàn thân khí huyết liền bị điên cuồng tiêu hao, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống, phảng phất tiếp theo sát liền muốn biến thành thây khô. Này luân hồi sách thật là đáng sợ, uy năng mặc dù lợi hại, nhưng với thân thể người tiêu hao, cũng là 10 điểm khủng bố. Nếu như muốn lấy ra sửa đổi đi qua vận mệnh, cái kia còn cần tiêu hao ngoài định mức tế phẩm tài nguyên, còn muốn thành tâm cầu nguyện. Hiện tại, Diệp Thần rõ ràng không có trạng thái, có thể dùng luân hồi sách sửa đổi đi qua, hắn chỉ là dựa vào luân hồi sách rực rỡ trật tự, trấn áp Sử Hoàng thế giới khải kỳ lục hắc ám. Ngôi sao nhỏ cũng không hy vọng xa vời, Diệp Thần có thể giết ngược lại Sử Hoàng, nàng chỉ muốn nhường Diệp Thần có thể an toàn rời đi. À, này lại là luân hồi hướng thế sách, này cái này, này căn bản không có khả năng luân hồi chi chủ, người có thể chế tạo ra luân hồi sách, này là chuyện không thể nào. Thế giới khải kỳ lục, virus lan tràn, thiên tai virus, cho ta ký sinh. Sử Hoàng nhìn ra luân hồi sách lai lịch, lập tức kinh ngạc đến tột đỉnh, thật sâu thấy uy hiếp, vội vàng bùng cháy chính mình khí huyết, điên cuồng thôi động thế giới khải kỳ lục, theo bóng tối này cấm trong sách. Bộc phát ra kinh khủng thiên tai virus, hóa thành từng quả màu đen tảo cầu, cuồng nhiên hướng về luân hồi sách bay tập mà đi, muốn dùng hắc ám virus năng lượng, đem luân hồi sách hủy diệt đi. Luân hồi trật tự, thiên chi chân lý, virus lui tán. Diệp Thần điều động luân hồi sách năng lượng, vô tận nóng rực ánh sáng màu vàng óng nở rộ, như nước thủy triều như biển, thần uy như ngục trực tiếp liền đem Sử Hoàng đánh giết mà đến thiên tai virus, toàn bộ sông bãi đi. Phốc phốc. Sử Hoàng nhận phản thương, há miệng thổ huyết, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhưng, Diệp Thần cũng không có thừa thắng xông lên, bởi vì hắn chính mình cũng đến cực hạn, tiếp tục đánh xuống, hắn khả năng sụp đổ đến còn nhanh hơn Sử Hoàng. Đi! Diệp Thần quyết định thật nhanh, một cái đại hoang thâu thiên thuật, đem trên trời thôn hồn quỷ châu, trực tiếp đoạt lại, nhét vào luân hồi mộ địa trong không gian đi, sau đó thu hồi luân hồi sách, tế ra thiên quang trục nhật hạm, leo lên phi thuyền. Bàn tay lớn vồ một cái, đem thiên nữ, tử mị u cơ, hồng loan quỷ phi, viêm hoàng đại si bốn người, đều bắt được trên thuyền đến, mang theo bọn hắn cùng nhau ra bên ngoài cấp tốc bay đi. Diệp Thần tâm bên trong lóe lên đủ loại suy nghĩ, nghĩ giết ngược lại Sử Hoàng, dùng luân hồi sách không quá hiện thực, bởi vì luân hồi sách hiện tại vừa mới đúc cơ không bao lâu, trật tự kỳ thật cũng không tính kiên cố, nếu như Diệp Thần nhanh như vậy liền dùng đến chiến đấu. Rất dễ dàng dẫn đến luân hồi sách trật tự sụp đổ, từ đó làm cho chỉnh quyển sách chế tạo thất bại, sớm hủy diệt. Mà lại, dùng hắn thực lực trước mắt, muốn chân chính phát huy ra luân hồi sách thực lực, cũng có chút gian nan. Xem ra nghĩ giết ngược lại Sử Hoàng, chỉ có thể dựa vào thôn hồn Quỷ Châu. Diệp Thần nhìn xem luân hồi trong mộ địa to lớn thôn hồn Quỷ Châu, trong lòng âm thầm nghĩ. Tại đi qua vô tận kỷ nguyên bên trong, quỷ giới có vô số cường giả. Cung phụng thôn hồn Quỷ Châu,
Thôn hồn quỷ châu hấp thu đại lượng linh khí cùng tín ngưỡng lực, bây giờ uy năng hết sức lợi hại, mạnh mẽ thôn phệ chi lực, đủ để thôn phệ hết thảy. Nếu như Diệp Thần có thể hoàn mỹ trưởng khống, hắn dựa vào thôn hồn quỷ châu thôn phệ, thậm chí đủ để đem thế giới khải kỳ lục hắc ám nuốt mất, kể từ đó, liền có thể giết ngược lại Sử Hoàng. Dù sao Sử Hoàng chỗ gọi ra thế giới khải kỳ lục, cũng không là đỉnh phong hoàn mỹ trạng thái, dùng thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thế giới khải kỳ lục 1-2 thành uy lực. Nói cách khác, Diệp Thần nghĩ giết ngược lại Sử Hoàng, cũng không cần dựa vào luân hồi sách, dạng này nguy hiểm quá lớn, chỉ cần hắn có thể trưởng khống thôn hồn quỷ châu, liền có giết ngược lại Sử Hoàng khả năng. Tiểu tử, ngươi dám trộm đi thôn hồn quỷ châu. Sử Hoàng thấy Diệp Thần mang đi thôn hồn quỷ châu, phải ngồi thuyền rời đi, lập tức nổi giận chấn động. Hắn vô cùng rõ ràng, thôn hồn quỷ châu là dị thường then chốt tồn tại, một khi rơi xuống Diệp Thần trong tay, đồng thời bị Diệp Thần trưởng khống, hắn nhất định phải chết. Dùng trước mắt hắn thế giới khải kỳ lục nội tình, còn chưa đủ để ngăn cản thôn hồn quỷ châu thôn phệ. Diệp Thần nhếch miệng lên một tia đường cong, hiện tại thế giới khải kỳ lục hắc ám, đã bị hắn luân hồi sách áp chế, hắn mong muốn đi, Sử Hoàng là ngăn không được. Sử Hoàng xong đồng thiên hỏa bùng nổ, lại phát ra quát to một tiếng, nói, Viêm Hoàng đại si, lập tức giết luân hồi chi chủ, đoạt lại thôn hồn quỷ châu. Viêm Hoàng đại si sững sờ, hắn vừa mới bị Sử Hoàng mê hoặc qua, nhưng lúc này được nghe lại Sử Hoàng thanh âm, thấy cái kia song cùng Viêm Thiên Đế giống nhau như đúc con mắt. Hắn đạo tâm vẫn là bị lay động, ngẩn ngơ, phảng phất nghe được Viêm Thiên Đế lão tổ mệnh lệnh, thân thể không chịu khống chế, mãnh liệt đánh ra một trường, hung hăng hướng Diệp Thần lồng ngực nổ tung mà đi. Diệp Thần lúc này tinh thần đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, coi là chiến đấu kết thúc, chính mình có thể mang theo thôn hồn quỷ châu, chạy thoát, nhưng nào nghĩ tới Viêm Hoàng đại si đột nhiên sẽ bị khống chế, lại một trường hướng hắn đánh tới. Tiền bối, không. Diệp Thần quát to một tiếng. Một bên thiên nữ cũng là la thất thanh, không muốn. Dưới thân thể ý thức xông lên, nghĩ thay Diệp Thần ngăn cản muốn mạng một trường. Nhưng Viêm Hoàng đại si ra tay quá nhanh, quá mức mãnh liệt, thiên nữ cũng không kịp ngăn cản, chỉ nghe phịch một tiếng, Diệp Thần lồng ngực trúng một trường. Một trường này thế đạo 10 điểm trầm trọng, Diệp Thần lại bị một trường đánh cho theo thuyền bên trên bay ra ngoài, xa xa rơi vào phía dưới một con sông lớn bên trong, bịch một tiếng nổ lên ngàn thước bọt nước. Chết sống không biết. Sư đệ. Hồng Loan quỷ phi hãi gì kêu sợ hãi, trái tim kịch liệt co rút đau đớn. Tử Mị U Cơ hướng về phía Viêm Hoàng đại si quát, người giết chết luân hồi chi chủ. Vừa mới Diệp Thần cùng Sử Hoàng một phiên đại chiến, thân thể đã là nghiêm trọng tiêu hao, hiện tại lại chịu Viêm Hoàng đại si như thế mãnh liệt một trường, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Viêm Hoàng đại si ngẩn ngơ tỉnh táo lại. Mờ mịt nhìn xem bàn tay của mình biết đúc thành thao thiên sai lầm lớn, hắn lại là bao la mờ mịt lại là tuyệt vọng nói ta. Ta giết chết luân hồi chi chủ. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt lấy, tựa hồ không thể nào tiếp thu được hiện thực, đột nhiên trở tay một trường, đánh vào trên trán mình. Răng rắc. Viêm Hoàng đại si xương đầu vỡ vụn, óc tung tóe, thân thể mềm nhũn ngã vào bong thuyền, không một tiếng động. Xa xa Sử Hoàng thấy cảnh này. Lại là mắng to, phế vật, xuẩn tài. Gọi ngươi đoạt lại thôn hồn quỷ châu, ngươi nắm luân hồi chi chủ đánh đi nơi nào. Hắn thân thể hơi hơi run rẩy, Diệp Thần bị đánh chết cái kia còn tốt, nếu là Diệp Thần bất tử, trời biết hắn có thể hay không quay đầu trở lại. Sử Hoàng khẽ cắn môi, điều động trong cơ thể vì số không nhiều năng lượng, một lần nữa triệu hồi ra một chút ác quỷ ra tới, nói, nhanh đi nắm luân hồi chi chủ tìm trở về. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Vừa chỉ lẻ loi trơ trọi nổi bồng bềnh giữa không trung, bởi vì mất đi Diệp Thần, mà dừng lại chạy thiên quang trục nhật hạm, nắm người ở phía trên toàn bộ mang tới. Quỷ giới chấn động. Diệp Thần đánh với Sử Hoàng một trận, đánh cho thiên hôn địa ám, thôn hồn quỷ châu 4 đại khí linh toàn bộ chết tận, Viêm Hoàng đại si tự sát, Tử Mị U Cơ cùng Hồng Loan quỷ phi, thiên nữ đám người cuối cùng cũng bị Sử Hoàng bắt làm tù binh, Diệp Thần không rõ sống chết. Còn có toàn bộ quỷ trụ thánh địa, trật tự đã triệt để phá toái, bầu trời cùng đại địa đều không tồn tại, tại thế giới khải kỳ lục uy áp dưới, nơi này đã ma diệt thành một mảnh hỗn độn hư không. Đến mức quỷ trụ thánh địa bên trong rất nhiều tinh nhuệ cường giả, căn bản là toàn quân bị diệt, tại thế giới khải kỳ lục bóng tối bao trùm dưới, thiên đế phía dưới đều sâu kiến, đừng nói cùng khải kỳ lục hắc ám đối kháng,
chỉ là nhìn thẳng liếc mắt Khải Kỳ Lục bản thân, liền muốn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đây là một trận kinh thiên ác chiến, thế giới Khải Kỳ Lục hắc ám khủng bố, từ thời đại viễn cổ về sau, lần thứ nhất bị người biết rõ. Trận này đại chiến, không chỉ là quỷ giới, thiên cơ khí tượng thậm chí cấp tốc khuếch tán đến bên ngoài đi, tất cả mọi người có thể thấy thế giới kia Khải Kỳ Lục đáng sợ. Thế giới Khải Kỳ Lục một lần nữa hiện thế, đó chính là ứng nghiệm bản này sách cấm chương 1. Hắc ám thức tỉnh. Sau đó còn có chương 2, tận thế tiên đoán, chương 3, thiên địa băng diệt, nếu như từng cái ứng nghiệm, cái kia đến cuối cùng, toàn bộ không không lúc nào không, chỉ sợ đều muốn triệt để sa đọa. Diệp Thần lúc này ở đâu? Hình ảnh quay lại. Diệp Thần không biết thời gian qua bao lâu, hắn mông lung thấy được ánh sáng, lại thấy một hồi ấm áp hương ngán mềm mại, hắn mở mắt, thấy có một cái xanh thẳm thiếu nữ, đang ôm chính mình. Ca ca, người đã tỉnh. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm mang theo một tia như chút được gánh nặng. Ngươi là ai? Diệp Thần ngẩn ngơ, thiếu nữ thoạt nhìn 13 tuổi bộ dáng, tướng mạo có chút quen thuộc nhưng vừa xa lạ, dáng dấp rất là thanh thuần xinh đẹp, đôi mắt bên trong vậy mà không nhìn thấy một điểm nhân thế tang thương dấu vết, phảng phất không phải trong hồng trần người, mà là trên trời chân tiên. Diệp Thần đang bị thiếu nữ ôm vào trong ngực, thiếu nữ ôm ấp ấm áp, để trong lòng hắn vô cùng an ổn. Trên thân nguyên khí phảng phất cũng khôi phục rất nhiều. A, ngươi là ngôi sao nhỏ, ngươi lại lớn lên rồi. Diệp Thần đứng dậy xem xét, thấy thiếu nữ quần áo, dùng tinh thần vì áo, ánh trăng vì váy, tóc xanh rủ xuống, ánh nắng ngưng tụ thành dây cột tóc, tùy ý đem nhu thuận tóc dài ghim lên đến, này bộ dáng hóa trang chính là ngôi sao nhỏ. Hắn nhìn lại một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này đúng là tinh không đạo thư nội bộ thế giới. Chung quanh là đen kịt một màu hỗn độn hư không, có điểm điểm tinh quang tô điểm, trong tinh không còn phản chiếu lấy thiên đạo khối Rubik kỳ quan cảnh tượng. Diệp Thần tinh thần có chút mơ hồ, nhìn xem ngôi sao nhỏ, lần trước gặp nàng, nàng bề ngoài thoạt nhìn 10 tuổi, hiện tại dài lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn như là 13 tuổi bộ dáng, xanh thẳm bên trong mang theo điểm hồn nhiên sức sống, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy thư thái cùng ưa thích. Đúng vậy a, ca ca. Ta thay người chế tạo luân hồi sách thời điểm, cũng nhận được tăng thêm, lại lớn lên một chút. Ngôi sao nhỏ vui vẻ cười nói. Vậy thì tốt, mau mau lớn lên, theo ngôi sao nhỏ biến thành đại tinh tinh. Diệp Thần sờ lên tóc của nàng, cười nói. Ngôi sao nhỏ le lưỡi, nói, người mới là đại tinh tinh đây. Diệp Thần nhịn không được cười lên, sau đó hồi trở lại nghĩ lên trước khi mình hôn mê, cùng Sử Hoàng đại chiến. Cuối cùng bị Viêm Hoàng Đại Si một trường đả thương, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị, nói. Ngôi sao nhỏ ta hôn mê bao lâu? Bây giờ quỷ giới tình huống như thế nào? Ta quỷ phi sư tỷ bọn hắn, còn có thiên nữ, bọn hắn. Còn sống không? Sử Hoàng thủ đoạn, thực sự quá lợi hại, tối hậu quan đầu lại mê hoặc Viêm Hoàng Đại Si, kém chút liền đem Diệp Thần đánh chết. Kỳ thật Diệp Thần cho là mình lúc ấy liền phải chết, dù sao thời điểm đó hắn. Thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao, thân thể 10 điểm suy yếu, tiếp nhận Viêm Hoàng Đại Si như thế trầm trọng một trường, có thể còn sống sót cũng coi như hắn vận khí không tệ. Ngôi sao nhỏ nói, ca ca, ta là thấy ngươi gặp nguy hiểm cho nên hàng hạ một đạo hình chiếu qua tới cứu ngươi. Ngươi hôn mê có 2 ngày không tính quá lâu. Thiên nữ cùng sư tỷ của ngươi đều còn sống, nhưng bị Sử Hoàng bắt làm tù binh, còn có cái kia Viêm Hoàng Đại Si hắn lầm đả thương ngươi. Trong lòng áy náy, đã đoạn tuyệt thân chết rồi. Diệp Thần ngẩn ngơ, chợt sầm mặt lại, nói thiên nữ cùng sư tỷ của ta bị bắt làm tù binh, vậy nhưng cực kỳ không ổn, còn có Viêm Hoàng Đại Si, ai, hắn mặc dù ngộ thương ta, nhưng ta không trách hắn, kẻ cầm đầu là Sử Hoàng. Ngôi sao nhỏ nói, thiên nữ cùng sư tỷ của ngươi các nàng, đoán chừng là phải chết, Sử Hoàng đang bố trí nghi thức, chuẩn bị đem các nàng hiến tế cho Sử Thần, nhiều nhất còn có 3 ngày. Nghi thức liền muốn bố trí xong, đến lúc đó, thiên nữ cùng sư tỷ của ngươi các nàng nhất định phải chết. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn có thể không muốn nhìn thấy thiên nữ, Hồng Loan Quỷ Phi, Tử Mị U Cơ Tam nữ bị hiến tế đi, hắn cảm ứng một thoáng chính mình thân thể, phát hiện tại tinh không đạo thư tầm bổ dưới, trạng thái đã khôi phục rất nhiều, chỉ có ngực còn tại mơ hồ làm đau, là trước đó bị Viêm Hoàng Đại Si đả thương địa phương. Nhưng hắn trạng thái khôi phục, Sử Hoàng trạng thái, khẳng định cũng khôi phục. Kể từ đó, hắn khẳng định không phải Sử Hoàng địch thủ, dù sao đối phương chấp trưởng lấy thế giới Khải Kỳ Lục, cái kia thuật pháp quá kinh khủng, bây giờ quỷ đạo tổ sư,
cũng nhận vô cùng nghiêm trọng trùng kích, tinh thần có chút hốt hoảng, đã không có khả năng lại trợ lực Diệp Thần. Đối quỷ đạo tổ sư tới nói, thế giới khải kỳ lục, liền là tâm ma của hắn. Ca ca, phải vận dụng luân hồi sách sao? Nếu như chúng ta mượn dùng luân hồi sách lực lượng, không ngừng sửa đổi đi qua, có lẽ liền có thể giết ngược lại Sử Hoàng. Đây là trước mắt ta có thể nghĩ tới duy nhất chém giết phương pháp. Ngôi sao nhỏ trần chờ một thoáng hỏi. Diệp Thần lắc đầu, nói, vận dụng luân hồi sách, giá quá lớn, bây giờ luân hồi thư cương vừa đúc cơ, trật tự còn hết sức không vững chắc, nếu như tùy tiện thôi động, rất có thể dẫn đến trật tự sụp đổ, đến lúc đó, ngôi sao nhỏ, ngươi cũng muốn cùng theo một lúc chết, ta có thể không thể nhìn ngươi chết đi. Nói xong hắn thương tiếc sờ lên ngôi sao nhỏ đầu. Ngôi sao nhỏ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ca ca, đúng là như thế, vận dụng luân hồi sách nguy hiểm quá lớn. Mà lại ta gần nhất suy nghĩ ra mới chế tạo chi pháp, cũng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Diệp Thần nói, mới chế tạo chi pháp. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy, ban đầu dựa theo rèn đúc pháp, đối tài nguyên tiêu hao rất lớn, trước ngươi cho ta cửu thiên thần tàng, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra một cái thiên chữ, nhưng ta suy nghĩ ra tân pháp, có thể mượn dùng thiên đạo năng lượng, dạng này chế tạo dâng lên, tài nguyên tiết kiệm nhiều, chúng ta trước mắt trong tay tài nguyên. Đủ để đem thiên địa huyền hoàng bốn chữ, toàn bộ chế tạo ra tới. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Luân hồi sách tạo hóa khái niệm, cực kỳ khủng bố, đối tài nguyên tiêu hao 10 điểm kịch liệt Diệp Thần trước kia thu tập được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chỉ đủ chế tạo ra một cái thiên chữ. Nếu như ngôi sao nhỏ thật có biện pháp, phụ có thể tiết kiệm tài nguyên, tạo hóa ra càng nhiều chân lý, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ngôi sao nhỏ nói, ta không xác định, cho nên cần nếm thử, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ca ca, người ngàn vạn không thể lại sử dụng luân hồi sách, ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Ngô, bất quá Sử Hoàng lợi hại như vậy, nếu như thực sự đánh không lại, vậy chúng ta cũng chỉ đành lợi dụng luân hồi sách lực lượng, nhưng đây là hạ hạ kế sách. Luân hồi sách, là Diệp Thần cuối cùng át chủ bài, này lá bài tẩy uy lực, vô cùng khủng bố to lớn, nhưng vận dụng nhất định phải thận trọng. Đặc biệt là trước mắt, ngôi sao nhỏ còn cần an tĩnh hoàn cảnh, đi nghiên cứu thí nghiệm mới chế tạo chi pháp. Diệp Thần nhướng mày, nói cái kia nghĩ giết ngược lại Sử Hoàng, xem ra chỉ có thể dựa vào thôn hồn Quỷ Châu. Sự chú ý của hắn, đặt vào luân hồi mộ địa bên trong, cái kia viên hắc ám kinh khủng thôn hồn Quỷ Châu, đang trôi nổi tại luân hồi trong mộ địa, quỷ đạo tổ sư ngay tại thôn hồn Quỷ Châu phía dưới, suy nghĩ xuất thần. Tiền bối. Diệp Thần nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Quỷ đạo tổ sư quay đầu, cười khổ một tiếng, nói, mộ chủ, ta nhận thế giới khải kỳ lục tâm ma trùng kích quá lớn, bây giờ sợ là không thể sẽ giúp đến ngươi cái gì. Diệp Thần vội vàng nói, không có việc gì, tiền bối, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Quỷ đạo tổ sư ừ một tiếng, ánh mắt nhìn thôn hồn Quỷ Châu, nói, nếu như ngươi có thể chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu, có lẽ có thể giết ngược lại Sử Hoàng, nhưng thời gian chỉ sợ không đủ. Ta suy tính đến, 3 ngày sau đó, thiên nữ, tử mị u cơ, hồng loan quỷ phi 3 người, đều muốn bị hiến tế cho Sử Thần, ta đã thấy các nàng tử vong tương lai. Thôn hồn Quỷ Châu cường đại khủng bố, vô cùng khó trưởng khống, dùng Diệp Thần thủ đoạn, có lẽ có cơ hội luyện hóa nắm giữ, nhưng chắc chắn cũng cần thời gian, ngắn ngủi 3 ngày, làm sao có thể đủ. Diệp Thần trầm giọng nói, bất kể như thế nào, ta hiện tại trước nếm thử lại nói. Hắn ánh mắt nhìn thôn hồn Quỷ Châu, tiến lên trước mấy bước, vươn tay ra, liền muốn trực tiếp đụng vào. Nhưng, tay của hắn, lại bị một cỗ vô hình không gian ba động ngăn lại. Là thời không thần lồng. Diệp Thần nhướng mày, lúc này mới tỉnh giấc, thôn hồn Quỷ Châu bị một cái như ma cái hộp vuông trong suốt lồng giam khóa lại, đó là thời không thần lồng, nghĩ tiếp xúc đến thôn hồn Quỷ Châu, trước hết đem thời không thần lồng đánh vỡ. Cái này thời không thần lồng bên trên không gian pháp tắc, vô cùng cổ lão đặc thù, Diệp Thần nắm giữ lấy song xà tròm sao, tinh thông không gian áo nghĩa, nhưng đối mặt thời không thần lồng bên trên pháp tắc, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Này lồng giam không gian pháp tắc, hết sức cổ lão, cùng bây giờ không không thời không pháp tắc, hoàn toàn khác biệt, ta có khả năng phá giải, nhưng cần thời gian. Đáng chết, thời gian thật không đủ. Diệp Thần khẽ cắn môi. Tại không có chìa khóa trạng thái, hắn cũng có thể cởi ra cái thời không này thần lồng, nhưng cần thời gian nhưng mà vấn đề là, hiện tại thời gian cấp bách, hắn căn bản kéo dài không dậy nổi. Không có biện pháp,
Mộ chủ, chậm rãi cởi ra cái này lồng giam, thời gian khẳng định là không đủ, chỉ có thể dùng man lực cưỡng ép đánh vỡ. Quỷ đạo tổ sư nói. Cưỡng ép đánh vỡ, thứ này thoạt nhìn, không giống như là có thể sử dụng man lực đánh vỡ tồn tại. Diệp thần nhíu mày nhìn chăm chú thời không thần lồng, cái này lồng giam chế tạo khái niệm, phải cùng thiên đạo có quan hệ, ngoại hình cùng thiên đạo khối Rubik ngoại hình một dạng, này loại cùng thiên đạo phù hợp đồ vật, nghĩ dựa vào man lực đánh vỡ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp thần lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng hắn tự hỏi cũng không cách nào đánh vỡ thời không thần lồng. Quỷ đạo tổ sư nói, người bây giờ lực lượng vậy khẳng định không đủ, nhưng chúng ta trước đó đạt được chiến thần bao tay xương chi thạch. Nếu là ngươi luyện hóa xương chi thạch, thoát thai hoán cốt, lực lượng tăng lên dữ dội, cái kia có lẽ có thể cưỡng ép đánh nổ cái này lồng giam. Chiến thần bao tay, là đấu chiến thần thần khí, phía trên khảm nạm lấy 6 viên bảo thạch, mỗi một viên đều có nghịch thiên oai, trong đó xương chi thạch, có thể tăng cường rất nhiều cơ thể người xương cốt cường độ, để cho người ta thoát thai hoán cốt. Diệp thần nghe được quỷ đạo tổ sư, con mắt cũng là sáng lên, trong lúc mơ hồ cũng là nhìn thấy cái kia xương chi thạch. Có lẽ là phá cục then chốt. Ngay sau đó, Diệp thần đem xương chi thạch lấy ra, xương cốt bảo thạch, hắn cầm nắm ở trong tay, cẩn thận chu đáo lấy. Quỷ đạo tổ sư nói, người ra ngoài, luyện hóa viên này xương chi thạch, đánh vỡ lồng giam, chấp trưởng thôn hồn quỷ châu, liền có thể giết ngược lại Sửu Hoàng. Thời gian không nhiều lắm, Sửu Hoàng muốn đem thiên nữ đám người, hiến tế cho Sửu thần, đến lúc đó, Sửu thần tộc hội có sứ giả buông xuống. Một khi cái kia Sửu thần sứ giả buông xuống, thế cục cũng không cách nào thu thập. Nghe vậy, Diệp thần tâm bên trong run lên. Một cái Sửu hoàng, đã khó đối phó như vậy, nếu là lại có Sửu thần sứ giả buông xuống, cái kia cục diện thật là không cách nào tưởng tượng gian nan. Đúng, tiền bối, ta này liền luyện hóa xương chi thạch. Diệp thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, phát hiện mình đang nằm tại bờ sông, trên người có một điểm điểm tinh quang. Như đom đóm nhấp nhô, tư dưỡng thân thể của hắn. Từng sợi trí nhớ như mây khói xông lên, hắn là bị Viêm Hoàng Đại Sư theo thiên quang trục nhật hạm bên trên đánh rớt, rơi vào trong sông, dọc theo sông phiêu lưu 2 ngày, may mắn có ngôi sao nhỏ bảo vệ, thân thể cũng không có cái gì trở ngại, bây giờ trạng thái cũng khôi phục rất nhiều. Nhưng mà hắn trạng thái khôi phục, Sửu Hoàng cũng khôi phục. Diệp thần tầm mắt nhìn về phía lại quỷ trụ thánh địa phương hướng, liền thấy phương xa chân trời. Một luồng khói đen thẳng tắp bốc hơi, xa xa trùng thiên, tựa hồ biểu thị có cái gì hắc ám kinh khủng đồ vật, sắp buông xuống. Sửu hoàng đang bố trí nghi thức, chuẩn bị đem thiên nữ các nàng hiến tế cho sửu thần, ta nhiều nhất chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Diệp thần bấm ngón tay tính toán, lập tức thấy một hồi mối nguy cùng áp lực, một khi sửu hoàng hiến tế hoàn thành, không chỉ là thiên nữ, hồng loan quỷ phi, tử mị u cơ tam nữ muốn chết, còn sẽ có sửu thần tộc mạnh mẽ sứ giả buông xuống. Một khi cục diện như vậy đem vô pháp thu thập. Hít sâu một hơi, Diệp thần lấy lại bình tĩnh, việc cấp bách, là chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu. Chỉ có chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu, hắn mới có thể giết ngược lại Sửu Hoàng. Diệp thần bình tĩnh lại tâm tình, khoanh chân ngồi tại bên bờ sông, xuất ra xương chi thạch, hợp trong tay. Khi hắn tĩnh tâm xuống tới thời điểm, hắn cũng là thấy, tại phụ cận có chút tiểu quỷ ác quỷ, đang tìm kiếm tung tích của hắn. Bất quá hắn có tinh không đạo thư che lấp, người như tinh không, cùng thiên địa giao hòa, khí thế không tiết, Sửu Hoàng thủ hạ những quỷ quái kia, cũng không có thể tìm tới hắn. Tiểu La Bạc, đi đem phụ cận quỷ quái, toàn bộ thanh lý mất. Cẩn thận lý do, Diệp Thần gọi ra Tiểu Cấm Yêu, mệnh lệnh hắn đi phụ cận tiêu diệt toàn bộ quỷ quái, miễn cho quấy rối đến chính mình. Được rồi, phụ thân. Ngô, cần muốn ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Sửu Hoàng sao? Ta cùng huyết long đều có thể. Tiểu La Bạc nhìn xem Diệp Thần, hỏi. Tạm thời còn không cần, Sửu Hoàng tên kia, vặn vẹo đạo tâm bản sự rất lợi hại, người chưa hẳn có thể chịu được hắn trùng kích. Nếu như ta thực sự đánh không lại, lại triệu hoán các ngươi. Diệp Thần nói ra. Sửu Hoàng mạnh mẽ, là tinh thần trùng kích mạnh mẽ, có thể dễ dàng vặn vẹo người đạo tâm, gọi lên người tâm ma. Tiểu Cấm Yêu kiếp trước chính là Vạn Yêu Thiên Tôn. Thân thế của hắn không đơn giản, trước kia tội nghiệt thâm hậu, một khi đối mặt Sửu Hoàng, hắn rất dễ dàng bị gọi lên tâm ma, 10 thành thực lực chỉ sợ đều không phát huy ra 1 thành, liền như thế trước Viêm Hoàng Đại Si, tử mị u cơ đám người như thế, tại Sửu Hoàng tinh thần uy áp hạ bọn hắn căn bản phát huy không ra chính mình thực lực.
Tốt, phụ thân, ngươi, cẩn thận một chút, Tiểu La Bạc sẽ thủ hộ ngươi. Tiểu La Bạc yên lặng nhìn Diệp Thần liếc mắt, sau đó ra ngoài tiêu diệt toàn bộ phụ cận quỷ quái. Diệp Thần nắm xương chi thạch, chỉ thấy khối bảo thạch này, phía trên có tuế nguyệt mài mòn cùng chiến đấu hư hại dấu vết, che kín mạng nhện vết rách, xuyên thấu qua vết rách có thể mơ hồ thấy bảo thạch nội bộ, chậm rãi ngọ nguậy cốt tủy, mạnh mẽ sinh mệnh nguyên chất, từ bên trong lộ ra. Theo mặt ngoài cũng có thể thấy được, viên này xương chi thạch, mài mòn đến rất lợi hại, uy năng khẳng định là so ra kém đỉnh phong thời điểm, nhưng nội bộ lưu lại sinh mệnh nguyên chất, vẫn là 10 điểm hùng hồn khủng bố, nếu có thể chấp trưởng viên này xương chi thạch, cũng đủ làm cho người nghịch thiên thuế biến. Đạo tông đúc binh thuật, chiếc nhẫn chế tạo, bảo thạch khảm nạm. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, rất nhanh nghĩ đến chấp trưởng xương chi thạch phương pháp. Hắn đầu tiên là thi triển đạo tông đúc binh thuật, đúc tạo ra được một chiếc nhẫn, sau đó đem xương chi thạch khảm nạm đi lên, kể từ đó, xương chi thạch biến thành một cái chiếc nhẫn pháp bảo, thành lập nên đồ vật trật tự. Có vững chắc trật tự, lại đi chấp trưởng, vậy liền đơn giản nhiều. Diệp Thần đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, nhỏ máu tế luyện, máu tươi của hắn, theo xương chi thạch vết rách, thẩm thấu tận xương chi trong đá bộ, ông một tiếng, xương chi trong đá bộ sinh mệnh nguyên chất, điên cuồng tuôn ra, cùng hắn cộng minh lấy. Bàng bạc sinh mệnh nguyên chất, hóa thành từng sợi trắng xóa như sương mù năng lượng, tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh! Xương chi thạch năng lượng bàng bạc tràn vào, Diệp Thần lập tức thấy thân thể phảng phất núi lửa phun trào, theo xương cốt chỗ sâu bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng. Quanh người hắn hài cốt trở nên nóng bỏng mà hừng hực, tựa như tiềm ẩn tại xương cốt chỗ sâu năng lượng, toàn bộ đều bị kích phát ra, toàn thân xương cốt hạt đậu nổ lốp bốp nổ vang. Ta xương cốt! Thật nóng. Này xương chi thạch, quả nhiên có thể đại đại thối luyện cơ thể người xương cốt. Diệp Thần một hồi kinh hỉ, không nghĩ tới hắn thân thể hài cốt, có thể được lớn như vậy cường hóa. Răng rắc, theo toàn thân xương cốt cường hóa lớn mạnh, Diệp Thần tu vi cảnh giới, cũng là theo chân đột phá, đúng là cấp tốc theo thần đạo cảnh 8 tầng sơ giai, tăng lên tới trung giai mức độ. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Thần không ngừng hấp thu xương chi thạch năng lượng. Dần dần, hắn phát hiện xương chi trong đá bộ, thế mà vẫn tồn tại một cỗ cổ lão pháp tắc. Cỗ này pháp tắc, liền là xương chi đạo pháp tắc. Xương chi đạo, thời đại viễn cổ một loại quỷ bí pháp tắc, chấp trưởng xương chi đạo, có thể tùy ý khống chế xương cốt, nhưng xương cốt dã man sinh trưởng, biến thành đủ loại hình dáng, thậm chí có thể khống chế địch nhân xương cốt, tại thời điểm chiến đấu để cho địch nhân xương cốt vặn vẹo, đứt gãy, dị biến, 10 điểm quỷ dị khủng bố. Này loại xương chi đạo, là theo xương chi thạch diễn sinh ra pháp tắc, đấu chiến thần từng chấp trưởng, nhưng hắn khinh thường sử dụng, bởi vì hắn thân thể lực lượng quá mạnh mẽ, một bàn tay là có thể đem người chụp chết, không cần lại dùng cái gì quỷ dị đạo pháp. Xương chi đạo, nguyên lai còn có này loại quỷ dị pháp tắc. Cổ tinh môn cốt thiên đế, khẳng định là tiếp xúc qua xương chi đạo. Diệp Thần tâm nghĩ đến, cốt thiên đế có thể đem tự thân xương cốt, biến thành cốt mâu. Cốt kiếm các loại hình dáng, hiện tại Diệp Thần hồi tưởng lại, lập tức là có thể phán đoán, cốt thiên đế khẳng định tiếp xúc qua xương chi đạo. Này xương chi đạo mạnh mẽ, cường đại đến đủ để bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp thiên đế. Xương chi thạch năng lượng nội tình, có thể nghĩ. Còn có 5 viên bảo thạch, tinh chi thạch, nguyệt thạch, ngày chi thạch, huyết chi thạch, tâm chi thạch các loại, uy năng chỉ sợ cũng không thể so với xương chi thạch kém. Cái kia chiến thần bao tay. Tập hợp 6 viên bảo thạch lực lượng, lại nên sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Thần càng nghĩ càng kinh hãi, xem ra thời đại viễn cổ rộng rãi khí tượng, xa xa so hắn trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Răng rắc, một ngày qua đi, Diệp Thần đã hoàn toàn chấp trưởng xương chi thạch, hắn mang theo xương chi thạch chiếc nhẫn, toàn thân xương cốt tại nổ vang tu vi của hắn lại một lần đột phá, đúng là vượt nhập thần đạo cảnh 8 tầng cao giai hàng ngũ. Này xương chi thạch! Năng lượng quả nhiên khủng bố, thế mà để cho ta liên tục đột phá. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy mình thân thể xương cốt, tại xương chi thạch hối luyện dưới, cũng là cường đại hơn nhiều rất nhiều. Liên tục đột phá, Diệp Thần toàn thân kim quang sáng chói, khí tượng cuồn cuộn, bất quá hắn cực lực che giấu đi, miễn cho bị Sử Hoàng phát hiện, rước lấy bất trắc họa. Hắn hiện tại, coi như chấp trưởng xương chi thạch, cũng không đủ giết ngược lại Sử Hoàng. Nhất định phải lại trưởng khống thôn hồn Quỷ Châu. Diệp Thần xuất ra thôn hồn Quỷ Châu, cả viên thôn hồn Quỷ Châu,
bị thời không thần lồng phong tỏa, vô tận hắc ám sát khí, tại hạt châu mặt ngoài vần quanh, khí tượng âm u khủng bố, phảng phất có muôn vàn ác quỷ, ký sinh tại trong hạt châu bộ. Thái Thản Tinh Đấu Quyền, phá cho ta. Diệp Thần nhìn chằm chằm thời không thần lồng, đột nhiên một quyền phá giết mà ra, trực tiếp bộc phát ra Thái Thản Tinh Đấu Quyền, như Thái Thản Cự Thần đích thân tới, một quyền nổ lên kinh thiên bá đạo uy thế, lực lượng mạnh mẽ nghiền nát hư không, cuối cùng hung hăng đánh vào thời không thần lồng phía trên. Diệp Thần thân thể, đi qua xương chi thạch thối luyện về sau, toàn thân xương cốt cứng rắn đến đáng sợ, nắm đấm lực lượng, cũng là bá đạo hung mãnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đoán chừng có khả năng miểu sát bình thường thiên nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn một quyền tầng tầng đánh vào thời không thần lồng phía trên về sau, mạnh mẽ lực quyền trùng kích, toàn bộ thời không thần lồng, lập tức choảng một tiếng phá toái bên trong thôn hồn quỷ châu, không còn có hạn chế, bàng bạc quỷ khí năng lượng gào thét mà ra, mãnh liệt sôi trào, cấp tốc bao phủ thiên địa, làm cho phiến thiên địa này, biến thành một cái quỷ khí âm trầm thế giới. Thật là khủng khiếp quỷ khí. Diệp Thần thế nào líu lưỡi, coi như là hắn, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thôn hồn quỷ châu, cũng là cảm nhận được tim đập thình thịch, phổ biến hắc ám như ác mộng năng lượng, không ngừng cuồn cuộn, trong hư không lăng không liền dẫn đến ra thiên thiên trăm trăm con dị quỷ, đều tại cười tà lấy, điên cuồng hướng Diệp Thần đánh giết mà đi. Cửu Thiên Bàn Long Trụ, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp tế ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ, to lớn cột nhà vụt lên từ mặt đất, bay thẳng thương khung, cuồn cuộn rộng rãi bá đạo khí thế, cuồn cuộn tuôn ra, phi long đằng thiên, đại trật tự khí tượng xâm nghiêm, trực tiếp làm cho cái kia rất nhiều bừa bãi tàn phá dị quỷ, toàn bộ bị chân áp xuống. Diệp Thần tâm hạ hơi định, tay cầm trực tiếp cầm lấy thôn hồn quỷ châu. Lúc này thôn hồn quỷ châu, đã sớm theo như mặt trời to lớn, co nhỏ lại thành bình thường hạt châu lớn nhỏ, nhưng, làm Diệp Thần đem cái khỏa hạt châu này, nắm trong tay thời điểm, lại cảm nhận được một cỗ so Thái Dương còn muốn mãnh liệt ngàn vạn lần khủng bố năng lượng ba động. Thôn hồn quỷ châu trầm trọng đến đáng sợ, bên trong ẩn chứa vô số kỷ nguyên đến nay, quỷ tộc người cung phụng linh khí cùng tín ngưỡng, thậm chí còn có thiên địa năng lượng, tinh không năng lượng chư thiên hết thảy đủ loại mạnh mẽ nguyên chất năng lượng. Thôn hồn quỷ châu kinh khủng nhất địa phương, liền là mạnh mẽ thôn phệ chi lực, dựa vào cỗ này nuốt hồn lực lượng tại đi qua kỷ nguyên bên trong, thôn hồn quỷ châu thôn phệ hấp thu vô số năng lượng nguyên chất, bây giờ chỉnh hạt châu, uy thế cực kỳ khủng bố, năng lượng có thể xưng nổ tung. Diệp Thần nắm thôn hồn quỷ châu, liền thấy trong lòng bàn tay mình, cũng không là cái gì hạt châu, mà là một cái hắc động, chư thiên kinh khủng nhất hắc động, có mãnh liệt thôn phệ chi lực truyền tới. Cỗ này thôn phệ chi lực, thậm chí muốn đem cả người hắn đều thôn phệ hết, hắn thấy quanh thân khí huyết, không bị khống chế hướng tay cầm chảy đi, muốn bị thôn hồn quỷ châu hấp thu. Hạt châu này, quả nhiên khủng bố a. Luân hồi pháp tắc, trấn thủ trật tự. Diệp Thần vận chuyển luân hồi pháp, bảo vệ trong cơ thể trật tự, chống cự lại thôn hồn quỷ châu thôn phệ. Nhưng, thôn hồn quỷ châu năng lượng, vẫn là quá kinh khủng, tương đương với đỉnh phong thời điểm thiên ma tinh hải, thiên đế kim luân các loại chí bảo, năng lượng nội tình phương diện là không kém cỏi chút nào, chỉ là không có đại khí vận gia trì. Diệp Thần nghĩ hoàn chỉnh chấp trưởng thôn hồn quỷ châu, quả thực là muôn vàn khó khăn, cung cấp muốn hắn đi chấp trưởng đỉnh phong hình dáng dưới thiên ma tinh hải cùng thiên đế kim luân các loại, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đừng nói là Diệp Thần, coi như gọi một cái thiên đế tới, đều không nắm được thôn hồn quỷ châu, thậm chí liền Sử Hoàng cũng không có nắm chắc. Sử Hoàng lúc trước liền phái gió tà quỷ vương đã tới, nói muốn cùng Diệp Thần hợp tác, chia cắt thôn hồn quỷ châu, một người một nửa. Bởi vì hoàn chỉnh hình dáng dưới thôn hồn quỷ châu, năng lượng quá kinh khủng, đỉnh cấp thiên đế đều không cầm nổi, bình thường thiên đế giống Tử Mị U Cơ, Hồng Loan quỷ phi đám người, càng là sờ chạm thử liền muốn lâm vào trong cơn ác mộng. Diệp Thần đạo tâm cường hãn, hắn không sợ thôn hồn quỷ châu hắc ám trùng kích, nhưng hắn muốn dựa vào thần đạo cảnh lực lượng, trưởng khống thôn hồn quỷ châu, vẫn là quá khó khăn. Hiện tại hắn nắm thôn hồn quỷ châu, thật giống như nắm thế gian đáng sợ nhất hắc động, chỉ là duy trì thân thể của mình trật tự, không bị xé nứt sụp đổ, liền đã hao hết toàn lực, mong muốn trấn áp cái khỏa hạt châu này, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn qua một ngày, Diệp Thần đối mặt thôn hồn quỷ châu, cũng là không có chỗ xuống tay, hạt châu này thực sự quá kinh khủng, hắn căn bản không nhìn thấy có chân áp chấp trưởng khả năng. Đáng chết! Hạt châu này,
không tốt luyện hóa a. Diệp Thần ra mặt kéo ra, chấp trưởng thôn hồn quỷ châu, so hắn trong tưởng tượng còn phải gian nan rất nhiều. Luân hồi chi chủ, muốn không cách nào trực tiếp trưởng khống thôn hồn quỷ châu, có lẽ có khả năng thử một chút, đem cái khỏa hạt châu này, khảm nạm đến ta túc mệnh chi hoàn phía trên. Kể từ đó, mượn nhờ túc mệnh chi hoàn vận mệnh uy áp, có lẽ có thể thoáng áp chế thôn hồn quỷ châu. Ngay tại Diệp Thần khó xử thời điểm, hắn bên tai truyền đến một cỗ trầm hậu thanh âm, đúng là Thái Thản Cự Thần thanh âm. Thái Thản Cự Thần. Diệp Thần khẽ giật mình gọi ra túc mệnh chi hoàn, chỉ thấy Thái Thản Cự Thần thân ảnh, từ phía trên hiển hiện, khí tức so dĩ vãng cường đại hơn nhiều, rõ ràng trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn cũng khôi phục không ít, hiện tại tương đương với một cái thượng vị thần, đợi một thời gian, hắn có lẽ có thể khôi phục lại ngày xưa thiên đế, thậm chí siêu việt thiên đế thực lực. Thái Thản Cự Thần nhìn xem thôn hồn quỷ châu, trong mắt cũng là có nồng đậm vẻ rung động, cái khỏa hạt châu này uy năng, đã tiến hóa đến cực kỳ trình độ kinh khủng, thậm chí vượt ra khỏi quỷ đạo tổ sư cái này chế tạo người năng lực trưởng khống. Hạt châu này, thật sự là khủng bố a, luân hồi chi chủ, dùng ngươi thực lực hôm nay, trực tiếp khống chế là không thể nào, vẫn là khảm nạm đến túc mệnh chi hoàn phía trên đi thôi. Thái Thản Cự Thần nói. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động. Lại có chút lo lắng, trịnh trọng hỏi, khảm nạm đến túc mệnh chi hoàn đi lên, sẽ có hay không có cái gì tai họa? Đỉnh phong hình dáng túc mệnh chi hoàn, so thôn hồn quỷ châu còn cường hãn hơn một chút, nhưng bây giờ túc mệnh chi hoàn, mài mòn có chút nghiêm trọng, luận uy năng, đã so ra kém thôn hồn quỷ châu. Nếu là đem thôn hồn quỷ châu, khảm nạm đến số mệnh phía trên mặt, Diệp Thần lo lắng túc mệnh chi hoàn trật tự sẽ sụp đổ. Thái Thản Cự Thần cười nói, đối ta ngược lại thật ra không có gì tai họa, đối ngươi gặp nguy hiểm mà thôi. Diệp Thần hỏi, ta. Thái Thản Cự Thần nói, đúng vậy, túc mệnh chi hoàn trật tự vững chắc, chính là khảm nạm thôn hồn quỷ châu, trật tự cũng sẽ không sụp đổ, nhưng pháp bảo này, cùng ngươi mệnh cách tương liên, nếu là nhận quỷ khí ăn mòn, cũng ngươi muốn bị cắn trả. Túc mệnh chi hoàn là Diệp Thần hạch tâm pháp bảo một trong, hắn khí huyết tính mệnh. Đã sớm cùng túc mệnh chi hoàn nối liền thành một thể, nếu là túc mệnh chi hoàn lọt vào quỷ khí xâm lấn, hắn khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại hoàn toàn chính xác không có biện pháp tốt hơn, nhân tiện nói, tiền bối, cắn trả liền cắn trả, ta không sợ, chỉ cần có thể nắm trong tay trước thôn hồn quỷ châu. Thôn hồn quỷ châu, là Diệp Thần giết ngược lại sử hoàng hy vọng, hắn nhất định phải trưởng khống. Thái Thản Cự Thần tầm mắt lóe sáng, nói, rất tốt, đã ngươi đều nói như vậy cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ khảm nạm, ha ha, nếu là túc mệnh chi hoàn, có thôn hồn quỷ châu khảm nạm, ta cũng có thể thu hoạch được không ít tăng thêm, cấp tốc khôi phục thực lực, liền là có khả năng khổ ngươi. Thôn hồn quỷ châu năng lượng, cực kỳ khủng bố dồi dào, đối Thái Thản Cự Thần tới nói, có thể là đồ đại bổ, hắn có khả năng hấp thu trong đó tinh thuần linh khí, bổ dưỡng thần hồn. Từ đó khôi phục thực lực. Diệp Thần nói, tốt. Thời gian cấp bách, Diệp Thần cũng không nói nhảm, vung tay lên, tế lên túc mệnh chi hoàn. Túc mệnh chi hoàn treo lơ lửng ở giữa không trung, ông ông tác hưởng, nở rộ vận mệnh hào quang, thần hy vạn đạo, bảo quang trùng thiên khí tượng có chút cuồn cuộn. Đạo tông đúc binh thuật, đi. Diệp Thần lại tế ra thôn hồn quỷ châu, thi triển đạo tông đúc binh thuật, đem hạt châu hướng túc mệnh chi hoàn phía trên khảm nạm mà đi. Thái Thản Cự Thần ở bên sáng lập từng cái thủ quyết, đánh vào túc mệnh chi hoàn phía trên, lập tức, túc mệnh chi hoàn trật tự pháp tắc, liền xuất hiện lỗ hổng, toàn thể kịch liệt vù vù dâng lên. Cái này lỗ hổng, rất nhanh bị thôn hồn quỷ châu bổ khuyết lên. Răng rắc một tiếng, thôn hồn quỷ châu khảm nạm đến túc mệnh chi hoàn phía trên, lập tức, rực rỡ nóng rực túc mệnh chi hoàn, lập tức liền trở nên hắc ám, vô biên vô tận quỷ khí, đúng là tại trong chớp mắt. Liền đem toàn bộ túc mệnh chi hoàn nhuộm thành màu đen. Hắc ám túc mệnh chi hoàn, bày biện ra một cỗ tráng lệ tuyệt mỹ, như mộng như ảo. Cái kia vô biên vô tận quỷ khí, lại cấp tốc diễn biến thành từng con ác quỷ tà ma, tại túc mệnh chi hoàn quanh thân vần quanh nhúc nhích, dương nanh múa vuốt, phát ra trầm thấp tiếng giống, để cho người ta không rét mà run. Nhưng túc mệnh chi hoàn trung tâm, lại bỗng nhiên lại phát ra một cỗ sáng chói thần quang, mong muốn càn quét quỷ khí. Thậm chí muốn xếp hàng khiển trách thôn hồn quỷ châu. Đây là túc mệnh chi hoàn, tự mang lực bài xích. Túc mệnh chi hoàn cùng thôn hồn quỷ châu thuộc tính chỏi nhau,
cả hai mong muốn lẫn nhau dung hợp, cần trước giải quyết hết cỗ này sức đẩy. Diệp Thần cùng Thái Thản Cự Thần tướng liếc mắt một cái, hai người gật gật đầu, thi triển Dương Thần Thông, ổn định lại thúc mệnh chi hoàn trật tự, cũng dần dần hóa giải sức đẩy, đem thôn hồn quỷ châu trật tự, chậm rãi dung nhập vào thúc mệnh chi hoàn trật tự bên trong. Như thế, đến sáng sớm ngày thứ hai, tại Diệp Thần cùng Thái Thản Cự Thần nỗ lực dưới, toàn bộ thôn hồn quỷ châu, rốt cục hoàn mỹ khảm nạm đến thúc mệnh chi hoàn phía trên, hai kiện pháp bảo hòa làm một thể. Bây giờ thôn hồn quỷ châu quỷ khí năng lượng, muốn thắng qua túc mệnh chi hoàn cho nên túc mệnh chi hoàn ngày xưa hào quang, là hoàn toàn không thấy được, chỉ còn lại có vô biên hắc ám, cái này vòng tròn pháp bảo, có lẽ gọi quỷ vòng thích hợp hơn. Không tệ, không tệ, cuối cùng dung hợp thành công. Luân hồi chi chủ, người không thể trực tiếp điều động thôn hồn quỷ châu lực lượng, nhưng mượn nhờ túc mệnh chi hoàn, có thể gián tiếp phát huy ra cái khỏa hạt châu này bộ phận uy lực, mặc dù không có thể phát huy toàn bộ. Nhưng là bây giờ cục diện phía dưới, chúng ta có thể làm được cực hạn. Thái Thản Cự Thần híp mắt, ngắm nhìn túc mệnh chi hoàn bên trên lập lòe biến thành màu đen thôn hồn quỷ châu, nói ra. Mượn nhờ túc mệnh chi hoàn, đi phát huy thôn hồn quỷ châu năng lượng, đại khái có khả năng phát huy ra 4, 5 phần 10, đã đầy đủ giết ngược lại sử hoàng. Thôn hồn quỷ châu năng lượng cực kỳ khủng bố, bình thường thiên đế giống tử Mỹ U Cơ, hồng loan quỷ phi. Sơ chạm thử liền muốn lâm vào trong cơn ác mộng, Diệp Thần nếu là có thể phát huy ra 4, 5 phần 10 năng lượng, đủ để giết ngược lại sử hoàng. Diệp Thần nhìn xem Thái Thản Cự Thần nói, tiền bối, đối phó sử hoàng, còn cần ngươi trợ lực. Bây giờ Diệp Thần, tu vi chỉ có thần đạo cảnh 8 tầng cao giai, mong muốn phát huy ra thôn hồn quỷ châu chân chính năng lượng, vẫn là hết sức chật vật, hắn cần Thái Thản Cự Thần trợ lực. Thái Thản Cự Thần cười nói. Không có vấn đề bây giờ túc mệnh chi hoàn cùng thôn hồn quỷ châu dung hợp, người có thể từng lĩnh ngộ được cái gì? Lĩnh ngộ sao? Diệp Thần nhẹ nhàng nhíu mày, tại thôn hồn quỷ châu cùng túc mệnh chi hoàn dung hợp về sau, thật sự là hắn bắt được một cỗ quỷ bí mà kinh khủng pháp tắc gợn sóng, cỗ này pháp tắc, có thể chuyển hóa thành thuật pháp, đã có thôn hồn quỷ châu thôn phệ chi lực, lại có túc mệnh chi hoàn vận mệnh uy hiếp. Hoàn toàn chính xác bắt được một điểm pháp tắc, ân. Liền gọi nuốt mệnh phệ hồn pháp đi, cái này thuật pháp, có thể thôn phệ vận mệnh con người, khiến người vận mệnh sụp đổ, thê thảm chết đi. Bất quá, thi triển này pháp, cần dùng tự thân mệnh cách làm căn cơ, một khi mệnh cách không có kẻ địch cứng rắn, tự thân liền lại nhận cắn trả, không những không thể thôn phệ địch vận mệnh con người, chính mình mệnh cách ngược lại sẽ băng diệt. Mà lại, coi như thôn phệ thành công, tự thân mệnh cách trật tự, cũng sẽ nhận nhiễu loạn ảnh hưởng, rất có thể lâm vào trong hỗn loạn. Này loại thuật pháp, đơn giản liền là cấm pháp. Diệp Thần cảm thụ được vừa mới lĩnh ngộ được pháp tắc, hắn trực tiếp mệnh danh là nuốt mệnh phệ hồn pháp, là thôn hồn quỷ châu cùng túc mệnh chi hoàn dung hợp đản sinh đặc thù thuật pháp, có thể xưng cấm kỵ, chỉ cần thi triển đi ra, mặc kệ có thể không thể giết chết kẻ địch, chính mình cũng phải bị thương. Thái Thản Cự Thần cười nói, rất tốt, người lĩnh ngộ tân pháp, vậy chúng ta đối phó sử hoàng, liền nhiều hơn một phần thắng. Dừng một chút. Hắn nhìn về phía phương xa chân trời, lại ngưng trọng nói, liền sợ sử thần tộc có sứ giả buông xuống. Riêng là một cái sử hoàng, Diệp Thần bây giờ có thể sơ bộ phát huy ra thôn hồn quỷ châu lực lượng, lại phối hợp Thái Thản Cự Thần lực lượng, đã có thể đối kháng. Nhưng nếu như, lại có sử thần tộc sứ giả buông xuống, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Tốc chiến tốc thắng. Tiền bối, chúng ta lên đường đi, liền đi gặp một lần cái kia sử hoàng. Diệp Thần nên dứt khoát nói ra, hắn đã chuẩn bị xong hết thảy. Tốt! Thái Thản Cự Thần cũng là sảng khoái, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại túc mệnh chi hoàn bên trong, hắn hiện tại đã tương đương với túc mệnh chi hoàn khí linh, cũng tương đương với thôn hồn quỷ châu khí linh, có thể phụ trợ Diệp Thần, đem hai kiện pháp bảo kia, phát huy ra uy lực lớn nhất. Diệp Thần triệu hồi tiểu cấm yêu, tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, đó là quỷ trụ thánh địa phương hướng. Hắn đã bắt được sử hoàng khí tức. Sử hoàng, tới đi, hôm nay liền muốn nhìn, là ngươi chết vẫn là ta sống. Diệp Thần sờ lên trong tay xương chi thạch chiếc nhẫn, xương chi đạo bùng nổ răng rắc một hồi nổ vang, lập tức một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy từng sợi bạch cốt, theo trong hư không tạo ra, răng rắc khép lại tại cùng một chỗ, xây dựng thành một đầu to lớn hùng vĩ hải cốt lối đi, một mực liên thông hướng phương xa. Diệp Thần đạp vào hài cốt lối đi,
Toàn thân cũng là răng rắc rung động, từng sợi cốt thứ, theo trong cơ thể hắn phát nổ ra tới, xuyên thấu làn da cùng quần áo, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Hiện tại Diệp Thần, thoạt nhìn liền cùng cốt thiên đế một dạng, toàn thân xương cốt bạo liệt mạn sinh, đây là xương chi đạo khí tượng hiển hóa. Chấp trưởng xương chi thạch Diệp Thần, cũng là nắm trong tay xương chi đạo, thậm chí so cốt thiên đế còn muốn thuần túy. Mấy cây cốt thứ hóa thành cốt mâu, Diệp Thần phất tay ném mạnh ra ngoài, cốt mâu phá không, xuyên thấu vạn dặm, phát ra vô cùng bén nhọn gào thét, trước hắn một bước, bắn về phía quỷ trụ thánh địa. Diệp Thần quần áo, hoàn toàn phá vỡ, rụng xuống, hắn trên thân toàn bộ màu đỏ, cơ bắp đường cong như pho tượng cứng rắn mà hoàn mỹ, tại chấp trưởng xương chi sau đá, thể chất của hắn đại đại cường hóa, bày biện ra một cỗ siêu nhiên uy mãnh cùng trầm ổn. Rất nhanh, hài cốt lối đi kéo dài, hoành phá hư không, trực tiếp kéo dài đến quỷ trụ thánh địa. Diệp Thần đạp lên hài cốt lối đi, từ bên ngoài vạn dặm hàng lâm xuống, hắn nhìn xuống quỷ trụ thánh địa, trước đây quỷ trụ thánh địa, tại hắn cùng Sử Hoàng đại chiến bên trong, đã bị phá hủy, thiên địa nhật nguyệt đều không tồn, nhưng mấy ngày nay thời gian, Sử Hoàng lại tại nơi này một lần nữa thành lập trật tự, nơi này có hắc ám trật tự tồn tại, vô số ác quỷ quanh quẩn. Thánh địa trung ương nhất là một cái to lớn tế tràng, quỷ đạo tổ sư pho tượng còn đứng sừng sững lấy, nhưng pho tượng diện mạo, đã hoàn toàn thay đổi, bị Sử Hoàng tạo hình cải tạo qua thế mà cải tạo thành Sử Thần bộ dáng. Diệp Thần thấy quỷ đạo tổ sư pho tượng, thế mà biến thành Sử Thần, tầm mắt không khỏi phát lạnh. Tại quỷ đạo tổ sư pho tượng phía dưới, ba nữ tử bị trói tại cọc thiêu sống bên trên, chính là Thiên Nữ, Hồng Loan Quỷ Phi, Tử Mị U Cơ ba người. Tại các nàng dưới chân là một cái to lớn tế đàn còn tại xây dựng, cũng không hoàn chỉnh, một đống ác quỷ thị vệ cùng tế tự, tại phụ cận cúi đầu trò chuyện với nhau cái gì. Mà lúc này tế đàn, lại bị từng sợi xuyên thẳng đại địa cốt mâu phong tỏa, những ác quỷ đó cùng tế tự, không cách nào lại tới gần tế đàn. Cái kia từng sợi cốt mâu, chính là mới vừa rồi Diệp Thần quăng ném ra, dùng tới bảo hộ thiên nữ các nàng. Oanh long long! Giờ khắc này! Làm Diệp Thần buông xuống, lập tức toàn bộ quỷ trụ thánh địa, khí lưu chấn động kịch liệt sôi trào lên, phảng phất Sử Hoàng vừa mới xây lập trật tự, không chịu nổi Diệp Thần mạnh mẽ uy áp. Diệp Thần! Thiên nữ nhìn thấy trên bầu trời Diệp Thần, lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy thời khắc này Diệp Thần, toàn thân vầng sáng nở rộ, xương chi đạo mang tới mạnh mẽ khí tức, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một pho tượng chiến thần, đứng ngạo nghễ thương khung, nhìn xuống vạn trần, bá khí vô biên. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Nữ tam nữ còn sống, không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật tại đi qua mấy ngày thời gian bên trong, Sử Hoàng nghĩ tới trực tiếp giết chết Thiên Nữ đám người, nhưng hắn biết Diệp Thần có luân hồi thủ đoạn, coi như hắn đem người giết chết, Diệp Thần cũng có khả năng phục sinh. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn đem Thiên Nữ đám người, hiến tế cho Sử Thần. Nếu như Sử Thần ra tay, là có thể triệt để đem người diệt sát đi, không cho Diệp Thần phục sinh cơ hội. Thiên nữ linh hồn lấp lánh, không quan trọng thiên nguyên cảnh, linh hồn của nàng liền giá trị 8.000 vạn còn có Tử Mị U Cơ cùng Hồng Loan Quỷ Phi, đều là thiên đế. Tam nữ linh hồn, nếu như hiến tế cho Sử Thần, đối Sử Thần tăng thêm cũng là to lớn, Sử Hoàng có khả năng thu hoạch được không ít ban thưởng. Bất quá, hắn hiến tế nghi thức, còn chưa hoàn thành, Diệp Thần liền đã buông xuống. Sử Hoàng, cút ra đây cho ta. Diệp Thần tầm mắt quan sát quỷ trụ thánh địa. Quát to một tiếng, túc mệnh chi hoàn trực tiếp tế ra, màu đen vòng tròn lượn lờ lấy vô tận quỷ khí, các loại yêu ma quỷ quái gào thét, xuất hiện tại quỷ trụ thánh địa vùng trời. To lớn túc mệnh chi hoàn, liền tựa như một vòng hắc ám liệt nhật, chậm rãi chuyển động, phía trên khảm nạm lấy thôn hồn quỷ châu, bộc phát ra vô tận ma hy, xâm nghiêm quỷ khí bừa bãi tàn phá, từng sợi màu đen quỷ khí như xương khói tản ra, che khuất bầu trời, rất nhanh liền bao phủ lại toàn bộ quỷ trụ thánh địa. Trong thánh địa, vô số ác quỷ nhọn tiếng hét thảm lên, chúng nó mắt thấy thôn hồn quỷ châu mạnh mẽ uy áp, tại chỗ liền để chúng nó chết bất đắc kỳ tử mà chết, thân thể nổ tung, trực tiếp yên diệt. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên còn chưa có chết. Một đạo sâu lắng thanh âm, theo trong hư không vang lên. Chỉ thấy hư không bên trong, muôn vàn ký tự cuồn cuộn, vô số hắc hồ điệp bay tán loạn ký tự bên trong, chậm rãi hiển hóa ra Sử Hoàng thân ảnh. Những chữ này phù, đều là thế giới khải kỳ lục ký tự, Sử Hoàng một mực tại chuẩn bị, bởi vì thi triển thế giới khải kỳ lục huyền bí,
ấp ủ thi pháp khúc nhạc dạo thực sự quá dài, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị, mới có thể ứng đối bất trắc. Sửu Hoàng thận trọng như thế đề phòng, ngược lại để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Sửu Hoàng, người cứ như vậy e ngại ta, thời khắc tại đề phòng ta. Diệp Thần cười lạnh nói. Sửu Hoàng khinh thường hừ một tiếng, nói, đừng quá phách lối tiểu tử, ta không phải sợ ngươi, chỉ là sợ Nhậm Phi Phàm buông xuống thôi, bất quá, hắc hắc, xem ra ngươi chết sống, hắn cũng không quan tâm, cái gọi là hộ đạo giả, hắn đều nhìn ngươi chết, cũng không buông xuống. Diệp Thần nghe Sửu Hoàng lời nói kích thích, trong lòng cũng không gợn sóng, cười nói, Nhậm tiền bối không tới là bởi vì hắn tin tưởng, ta một người là có thể ép bạo ngươi. Thôn hồn quỷ châu, thôn vệ chi lực, cho ta trấn áp. Diệp Thần thủ quyết nắn, không nói nhảm, trực tiếp bộc phát ra thôn hồn quỷ châu lực lượng. Hắn trong đan điền linh khí, còn có luân hồi huyết mạch bản nguyên huyết khí, đều điên cuồng rót vào thôn hồn quỷ châu bên trong, lần này quán chú, cơ hồ lập tức, liền đem Diệp Thần khí huyết, rút mất 7-8 phần, hắn gương mặt trong nháy mắt lâm vào tái nhợt, thân thể một hồi chột dạ, đại giới to lớn. Thôi động thôn hồn quỷ châu, cần thiết đại giới, liền là thật lớn như thế. Mà lại, chỉ dựa vào Diệp Thần một người, cũng không có cách nào thôi động, còn cần Thái Thản Cự Thần trợ lực. Thái Thản Cự Thần thân ảnh, tại thúc mệnh chi hoàn bên trên hiển hóa ra ngoài, hắn thần hồn năng lượng, cũng là đều quán chú đến thôn hồn quỷ châu bên trong. Xoạt! Chỉ một thoáng, tại Diệp Thần cùng Thái Thản Cự Thần linh khí quán chú, thúc mệnh chi hoàn răng rắc chuyển động, phía trên khảm nạm lấy thôn hồn quỷ châu, toát ra trước nay chưa có hắc ám hào quang. Phảng phất hóa thành một cái bàng đại khủng bố kinh thiên hắc động, truyền ra một cỗ cực kỳ đáng sợ thôn phệ chi lực. Cỗ này thôn phệ chi lực truyền ra, một màn kinh khủng liền xuất hiện, trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong, rất nhiều sơn nhạc rừng rậm, từng đầu dòng sông, một tòa tòa hoang phế thôn trang, toàn bộ răng rắc rung động, bạo liệt đập tan, trực tiếp bị thôn hồn quỷ châu mạnh mẽ sức cắn nuốt đập vỡ vụn, sau đó hóa thành từng khối mảnh vỡ, hướng thôn hồn quỷ châu bay đi. Thôn hồn quỷ châu hóa thân thành hắc động, đang điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy. Sửu Hoàng biến sắc, hắn cũng cảm thấy có một cỗ cường đại thôn phệ cùng sức lôi kéo nói, không ngừng nắm kéo thân thể của mình, giống như tiếp theo sát, liền muốn đưa hắn xé nát nuốt ăn. Này thôn hồn quỷ châu sức cắn nuốt lại khủng bố như thế. Sửu Hoàng rất đỗi chấn động, hắn biết thôn hồn quỷ châu lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến nước này. Lúc này Diệp Thần chỗ có thể phát huy thôn hồn quỷ châu lực lượng, bất quá 3-4 thành, nhưng chính là này 3-4 thành lực lượng, đều nhanh muốn đem Sửu Hoàng toàn thân đều đập vỡ vụn. Này thôn hồn quỷ châu, lực lượng quá kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Từng sợi quỷ khí, giống như rắn độc lan tràn tới, cấp tốc quấn chặt lấy Sửu Hoàng tay chân, khiến cho hắn không thể động đậy, cũng muốn đưa hắn mạnh mẽ kéo vào thôn hồn quỷ châu bên trong đi. Trên người hắn thế giới khải kỳ lục ký tự. Răng rắc vỡ vụn đi, phảng phất cũng không chịu nổi thôn hồn quỷ châu uy áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần mừng rỡ không thôi, thôn hồn quỷ châu quả nhiên cường hãn, hắn chẳng qua là phát huy ra 3-4 thành lực lượng, lại cũng đủ để uy áp Sửu Hoàng. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Sửu Hoàng hét to, giơ ngón tay lên chỉ Diệp Thần, một đạo ma quang bắn ra. Tay của hắn chỉ, chính là Sửu Thần một tiết xương ngón tay. Mang có không gì sánh nổi kinh khủng tinh thần uy áp, như ác mộng tồn tại, có thể ô nhiễm người đạo tâm, vặn vẹo người tinh thần. Sửu Hoàng lần này hét to, thanh âm như mang ma âm, mong muốn vặn vẹo Diệp Thần tinh thần, buộc hắn dừng tay. Diệp Thần nghiêng người né tránh cái kia một đạo ma quang, nghe được Sửu Hoàng thanh âm, lại là ngoảnh mặt làm ngơ, cười lạnh nói, đạo tâm của ta, không phải ngươi có thể dung chuyển. Diệp Thần tiếp tục thôi động thôn hồn quỷ châu. Hắn khí huyết bị điên cuồng rút ra, thôn hồn quỷ châu bộc phát ra càng ngày càng đáng sợ thôn phệ chi lực, mạnh mẽ thôn phệ chi lực, đã lan tràn đến toàn bộ quỷ giới bên trong. Toàn bộ quỷ giới vô số sơn hà, vô số kiến trúc, vô số thành trì, răng rắc sụp đổ, toàn bộ hướng thôn hồn quỷ châu bay đi, cả viên thôn hồn quỷ châu, đơn giản liền là một cái đại hắc động, khủng bố tới cực điểm. Thậm chí, quỷ giới bên ngoài hư không cũng nhận này cố cường đại thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Quỷ giới phía ngoài tinh không, oanh long long sụp đổ đi, nhật nguyệt tinh thần hoặc là sụp đổ, hoặc là đập tan, cuối cùng hóa thành thuần túy năng lượng dịch, hướng thôn hồn quỷ châu bay đi. Tinh không bên trong, đầu kia xây dựng không biết nhiều ít cái kỷ nguyên,
hao phí nhiều ít tài nguyên tinh khung đường sắt, cũng răng rắc vỡ nát, vô số năng lượng khối vụn hướng thôn hồn quỷ châu bay đi. Thôn hồn quỷ châu hấp thu vô tận sơn hà, vô tận nhật nguyệt tinh thần, năng lượng nội tình lại trở nên kinh khủng một chút. Diệp Thần thúc dục động, áp lực lớn hơn. Hắn lại sâu sắc thấy khủng bố, này thôn hồn quỷ châu, rèn đúc kết cấu quá xảo diệu, có thể không ngừng thôn phệ thiên địa, lớn mạnh tự thân, không ngừng tiến hóa. Bất quá, thôn hồn quỷ châu tiến hóa, là có cực hạn, bởi vì không không thời không thiên đạo pháp tắc, tồn tại cực hạn chỗ. Thôn hồn quỷ châu năng lượng cực hạn, liền cùng đỉnh cấp thiên đế linh khí năng lượng không sai biệt lắm, hiện tại đã sắp chạm đến cực hạn này. Chỉ cần lại thôn phệ Sửu Hoàng. Sửu Hoàng thật sâu chấn động, thân thể không bị khống chế bay về phía thôn hồn quỷ châu, phảng phất tiếp theo sát liền bị nuốt ăn nghiền nát. Đáng chết tiểu tử, này thôn hồn quỷ châu, vốn phải là ta. Sửu Hoàng nhọc lòng, thậm chí muốn cùng Long Xào hồn tộc hợp lại, chính là vì công diệt quỷ giới chiếm lấy thôn hồn quỷ châu. Hiện tại thôn hồn quỷ châu rơi xuống Diệp Thần trong tay, còn muốn trái lại nuốt giết hắn, trong lòng của hắn lại là phẫn hận, vừa ghen tị. Tam muội chân hỏa, thiên hỏa liệt diễm, phá cho ta. Sửu Hoàng tay tay chân chân, đều bị từng đầu quỷ khí quấn quanh, không thể động đậy, nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết, há miệng phun một cái, toàn bộ đầu đỏ lên, viêm thiên đế đầu năng lượng bùng nổ, một cỗ nóng rực thiên hỏa liệt diễm, liền theo trong miệng hắn phun ra tới. Xoạt, thì, thiên hỏa liệt diễm phun trào nóng rực như dung nham uy áp quét ngang toàn trường, lập tức làm cho chung quanh quỷ khí, toàn bộ tán loạn mà đi. Quấn quanh lấy Sửu Hoàng quỷ khí, cũng dồn dập bị thiêu đến bốc hơi. Sửu Hoàng cấp tốc lui lại, sau đó trực tiếp nắm bắt chính mình xương ngón tay, một thoáng bóp nát hiến tế, hét lớn, thế giới khải kỳ lục, buông xuống. Cái kia tiết xương ngón tay, là Sửu Thần ô nhiễm chi nguyên, là ô nhiễm quỷ giới vô số quỷ tộc người, để bọn hắn cửu thị Diệp Thần nguồn ô nhiễm đầu, nhưng bây giờ, Sửu Hoàng thế mà trực tiếp bóp nát hiến tế, cũng mặc kệ hậu quả. Này xương ngón tay sụp đổ, lập tức làm cho quỷ giới ô nhiễm, cấp tốc làm sạch, quỷ giới bốn phương, rất nhiều quỷ tộc người, chỉ một thoáng tỉnh táo lại, hiểu rõ tất cả âm mưu cùng tội ác, liền dị quỷ cũng thanh tỉnh. Vô số quỷ tộc, xa xa nhìn về phía quỷ giới phương hướng, bọn hắn ngơ ngác nhìn thôn hồn quỷ châu, lại thấy được có một bản kinh thế hắc ám chi thư, hàng lâm xuống. Đó chính là thế giới khải kỳ lục. Diệp Thần thấy thế giới khải kỳ lục buông xuống. Con người cũng là kịch liệt co vào, toàn thân lại nhịn không được run rẩy một hồi. Hắn biết, Sửu Hoàng cường hãn nhất thủ đoạn, liền là thế giới khải kỳ lục. Nhưng hắn cũng biết, thi triển thế giới khải kỳ lục, cần thời gian rất dài thi pháp khúc nhạc dạo, cho nên lần này hắn tới, đối chiến Sửu Hoàng, có to lớn lòng tin. Chỉ cần tại Sửu Hoàng thi pháp không hoàn thành trước, trực tiếp đánh giết hắn, cái kia liền sẽ không gặp nguy hiểm. Thôn hồn quỷ châu lực lượng. So Diệp Thần trong tưởng tượng, còn muốn mãnh liệt đáng sợ nhiều lắm, hắn vừa mới cho là mình thật có thể dễ dàng giết ngược lại Sửu Hoàng. Nhưng trăm triệu không ngờ tới, Sửu Hoàng thế mà hiến tế đi Sửu Thần xương ngón tay. Lần này hiến tế, Sửu Thần xương ngón tay bắn ra bóng đêm vô tận năng lượng, ma khí cuồn cuộn, trực tiếp nhường Sửu Hoàng nhảy qua thi pháp khúc nhạc dạo, trong nháy mắt đem thế giới khải kỳ lục triệu hoán đi ra. Có Sửu Thần xương ngón tay hiến tế, lần này... Sửu Hoàng chỗ triệu hoán đi ra thế giới khải kỳ lục, thậm chí so với lần trước còn muốn hắc ám khủng bố. Sửu Hoàng khí tức, tại trong chớp mắt, liền hoàn toàn cùng thế giới khải kỳ lục hòa làm một thể, không còn sự phân biệt. Bóng tối vô tận, diễn hóa ra quỷ bí dị tượng, từng sợi hắc ám ma khí, hóa thành từng đầu xích sắt phần cuối, liên tiếp lấy một khỏa to lớn ba góc hình chóp thể, có máu con mắt màu đỏ, tại hình chóp thể bên trên khép mở lấy. Sửu Hoàng đứng lơ lửng giữa không trung trước người hắc ám chi thư lưu động, thân thể kéo dài tới ra từng đầu màu đen xích sắt kết nối lấy từng khỏa hình chóp thể, hắn thoạt nhìn tựa như là cái gì không thể diễn tả quái vật. Xong, đánh không lại, luân hồi chi chủ, nhanh lên. Thái Thản cự thần kinh hô bạo uống, hắn vừa nhìn thấy Sửu Hoàng gọi ra thế giới khải kỳ lục, hắc ám khí tượng còn như thế vặn vẹo kinh khủng bộ dáng, hắn liền biết hỏng bét, cục diện trong nháy mắt thay đổi. Coi như Diệp Thần nắm trong tay thôn hồn quỷ châu, hiện tại cũng đánh không lại Sửu Hoàng. Luân hồi chi chủ, có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, ngươi cũng tính vô địch. Ta hiến tế Sửu Thần đại nhân xương ngón tay, phạm phải đầy trời cấm kỵ, hôm nay như không giết chết ngươi,
ta không có cách nào cùng Sửu Thần đại sứ giao phó, ngươi cho ta chết, ngươi nhất định phải chết. Sửu Hoàng nhếch nhếch miệng, lộ ra âm u khả phố nụ cười, hắn cũng là bị Diệp Thần bức đến tuyệt lộ, hắn liên thiên đế đều có thể nghiền ép, nhưng đối mặt Diệp Thần, lại bị bức phải chật vật như thế. Xoạt kéo. Sửu Hoàng ra tay, từng đầu đen kịt xiềng xích, mang theo cái kia từng khỏa cổ quái ba góc hình chóp thể, phá giết mà ra, trong nháy mắt xen lẫn thành lưới lớn, phong thiên tỏa địa, đem Diệp Thần cùng Thái Thản cự thần chạy trốn con đường, toàn bộ cắt đứt. Nguy rồi, đáng tiếc ta lực lượng còn không có khôi phục, đánh không lại này Sửu Hoàng. Thái Thản cự thần khẽ cắn môi, tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, tại thế giới khải kỳ lục hắc ám xiềng xích uy áp dưới, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nghẹt thở, vô pháp đối kháng. Vĩnh Dạ Thâm Uyên, yên diệt. Sửu Hoàng thôi động khải kỳ lục hóa ra một thanh thâm uyên cự kiếm, tràn ngập bóng đêm vô tận gợn sóng, cuồng nhiên chém tới Diệp Thần. Tại thế giới khải kỳ lục ra chỉ dưới, này nắm thâm uyên cự kiếm khủng bố tới cực điểm, hắc ám năng lượng cực kỳ nổ tung, nếu như Diệp Thần bị chém trúng, quản chi là muốn làm chàng phai mờ. Cửu Thiên Bàn Long Trụ, phá. Diệp Thần sầm mặt lại, lập tức gọi ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ, dung hợp thôn hồn quỷ châu cùng Thái Thản cự thần lực lượng, hai tay vung to lớn bàn long trụ, cuồng quét mà ra, hung hăng hướng Sửu Hoàng thâm uyên cự kiếm va chạm mà đi. Tại Cửu Thiên Bàn Long Trụ quét ra thời điểm, Diệp Thần trên ngón tay xương chi thạch chiếc nhẫn, nở rộ thần mang, hắn toàn thân xương cốt cũng tại răng rắc nổ vang, cất giấu lực lượng đều bộc phát ra. Tại chấp trưởng xương chi sau đá, Diệp Thần thân thể cực kỳ cứng rắn, thân thể đại đại thuế biến. Lần này bàn long trụ cuồng quét, quả thực là hoành tảo thiên quân, phảng phất có thể quét xuống chư thế tinh thần. Cong! Diệp Thần Cửu Thiên Bàn Long Trụ, cùng Sửu Hoàng Thâm Uyên cự kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, Diệp Thần Cửu Thiên Bàn Long Trụ, liền bị hắc ám ô nhiễm, hóa thành đen kịt một màu, có cường đại khủng bố hắc ám lực lượng, dọc theo cán chuyển tới, hung hăng vào tới Diệp Thần trên lồng ngực. Phốc phốc! Diệp Thần một thoáng thổ huyết. Tu vi cảnh giới của hắn, cùng Sửu Hoàng chênh lệch thực sự quá lớn, coi như hắn có Thái Thản cự thần cùng thôn hồn quỷ châu trợ lực, thậm chí còn có xương chi thạch trợ lực, đều không thể cùng Sửu Hoàng chống lại. Diệp Thần trong nháy mắt trọng thương, nhưng cũng may mắn thân thể của hắn, đi qua xương chi thạch thối luyện cường hóa, cho nên mặc dù thụ thương, nhưng y nguyên duy trì sức chiến đấu. Luân hồi chi chủ, ta hiến tế Sửu Thần đại nhân xương ngón tay, uy năng mênh mông bực nào. Há lại ngươi có thể ngăn cản. Đừng vùng vẫy trừ phi ngươi có thể phát huy ra thôn hồn quỷ châu lực lượng chân chính, bằng không, ngươi không thể nào là địch thủ của ta. Sửu Hoàng nhe răng cười một thoáng, thôi động thế giới khải kỳ lục, bày ra hủy diệt tai ương thiên trương lập tức từng sợi kinh khủng thiên tai khí tức, liền theo quanh người hắn bạo phát đi ra, thiên hỏa cướp ngục, sấm chớp, gió lốc tuyết tai, mưa sa mưa đá các loại, hội tụ thành thao thiên hắc ám tai khí, gào thét lên hướng Diệp Thần bao phủ mà đi. Đáng chết. Đi thôi. Diệp Thần khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nhìn Thái Thản cự thần liếc mắt, hắn cùng Thái Thản cự thần đều tính sai, không ngờ tới Sửu Hoàng sẽ hiến tế Sửu Thần xương ngón tay, lập tức bùng nổ đến khủng bố như vậy. Tiếp tục đánh xuống, hai người chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Bây giờ cục diện cũng chỉ có rút lui. Cả phiến thiên địa, đã bị Sửu Hoàng màu đen xích sắt phong tỏa, nhưng Diệp Thần cũng không hoảng. Kính tượng hình chiếu. Hư không truyền tống. Diệp Thần bóp một cái thủ quyết, gọi ra một khối tấm gương, trực tiếp liền mang theo Thái Thản cự thần, cùng một chỗ xuyên qua tấm gương, dựa vào kính tượng xuyên qua phương thức, lập tức xuyên qua Sửu Hoàng phong tỏa, thân ảnh ra bên ngoài bây giờ. Này kính tượng truyền tống thủ đoạn, nguồn gốc từ kính thiên đế, 10 điểm xảo diệu huyền áo, có thể đột phá phần lớn cấm pháp thoát đi. Sửu Hoàng nhìn thấy Diệp Thần thoát đi, lập tức ngẩn ngơ. Hắn giao xảy ra lớn như vậy đại giới, hắn hôm nay nhất định phải giết chết Diệp Thần, bằng không căn bản là không có cách hướng Sửu Thần giao phó. Đáng chết tiểu tử, còn muốn chạy. Sửu Hoàng chấn nộ, thôi động thế giới khải kỳ lục, từng đầu màu đen xích sắt xoạt kéo vỡ không, như từng đầu độc xà, lại tựa như là ác ma xúc tu, bạo sát mà ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần xỏ xuyên qua mà đi. Diệp Thần bày ra cửu u quỷ múa đao thần thông, thân hóa quỷ mị. Không ngừng tránh né lấy Sửu Hoàng truy kích. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư nhìn thấy Diệp Thần bị bức phải chạy trốn, thở dài nói, mộ chủ, không thể chạy. Ngươi nếu là chạy, Sửu Hoàng bất tử, thủy chung là phiền phức,
một khi chờ Sửu thần tộc bên kia sứ giả buông xuống, cục diện càng là không thể vãn hồi. Diệp thần trầm giọng nói, tiền bối, Sửu hoàng thế lớn, bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Quỷ đạo tổ sư nói, không, có biện pháp, chúng ta còn có biện pháp, có thể giết ngược lại Sửu hoàng. Diệp thần sững sờ, nói, biện pháp gì? Quỷ đạo tổ sư nói, thôn hồn quỷ châu, thực. Diệp thần cười khổ nói, thôn hồn quỷ châu, không xong rồi, ta chỉ có thể phát huy 3-4 thành lực lượng, hoàn toàn không có khả năng trấn áp Sửu hoàng. Bây giờ Sửu hoàng, gọi ra thế giới khải kỳ lục, tựa như chí cao hắc ám hóa thân, quá kinh khủng, Diệp thần hoàn toàn không cách nào tới chống lại, trừ phi hắn có thể phát huy ra thôn hồn quỷ châu lực lượng chân chính, nhưng hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thôi. Quỷ đạo tổ sư lại nói, có khả năng, ta có biện pháp, có thể nhường ngươi phát huy ra thôn hồn quỷ châu lực lượng chân chính, ngươi có khả năng giết ngược lại Sửu hoàng. Diệp thần nghi hoặc hỏi, biện pháp gì? Quỷ đạo tổ sư không nói, hắn trầm mặc, yên lặng đi đến luân hồi mộ địa bên trong, một khối trống không trước mộ bia, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt mộ bia, thấp giọng nói ra. Long nữ, ta phải đi, ngươi nên thức tỉnh, tiếp đó, liền nên do ngươi tới chiếu cố mộ chủ. Diệp thần nhìn xem quỷ đạo tổ sư, lập tức chấn động kinh ngạc, chỉ thấy tại quỷ đạo tổ sư vuốt ve dưới, cái kia trống không mộ bia, dần dần nổi lên một cỗ nhàn nhạt kim mang, phía trên hiển hóa ra 4 chữ lớn. Tinh đạo long nữ. Tinh đạo long nữ. Diệp thần thấy này trên bia mộ danh hiệu, một hồi kinh ngạc, lập tức bắt được, cái này tinh đạo long nữ, mặc dù không phải lục đạo cổ thần, nhưng cùng lục đạo cổ thần, có cực kỳ chặt chẽ liên lạc. Mà quỷ đạo tổ sư, vừa mới lời nói, nhưng thật giống như là di ngôn. Chẳng lẽ tiền bối muốn tiêu tán, chỉ có dạng này mới có thể dùng dâng ra toàn bộ lực lượng. Hắn tiếng nói vừa ra, thân thể liền ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lại trực tiếp tỏa hóa, thần hồn như niết bàn kịch liệt bốc cháy lên, năng lượng bàng bạc dâng trào mà ra, trong khoảnh khắc hồn phách bùng cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô, từng sợi cuồng bạo năng lượng, đi theo mãnh liệt mà ra, đúng là toàn bộ hướng thôn hồn quỷ châu quán chú mà đi. Tiền bối. Diệp thần rất đỗi giật mình, không nghĩ tới quỷ đạo tổ sư thế mà sẽ hiến tế chính mình. Đây chính là hắn nói tới phương pháp. Quỷ đạo tổ sư từ hiến thần hồn của hắn tiêu tán. Thần hồn bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, cuồn cuộn tràn vào thôn hồn quỷ châu bên trong đi. Khảm nạm lấy thôn hồn quỷ châu túc mệnh chi hoàn, lần nữa theo Diệp thần sau lưng bay lên, toát ra so vừa mới còn muốn mãnh liệt hung hãn gấp trăm lần quỷ khí. Phô thiên quỷ khí gào thét, hóa thành muôn vàn mãnh quỷ, che khuất bầu trời, hết thảy ác quỷ, dạ xoa, tu la, đều đang gào khóc, phảng phất tại khóc giống quỷ đạo tổ sư vẫn diệt. Cái gì? Sử hoàng thấy lần nữa bùng nổ thôn hồn quỷ châu, đồng tử lập tức kịch liệt co vào, phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô, triệt để kinh hãi. Ong ong ong, thôn hồn quỷ châu kịch liệt chấn động, cùng Diệp thần cộng minh lấy, chỗ bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, đem thế giới khải kỳ lục biến ảo hắc ám xiềng xích, đều toàn bộ đánh gãy. Diệp thần cảm thấy mình khí tức, đã hoàn toàn cùng thôn hồn quỷ châu hòa làm một thể, thôn hồn quỷ châu bên trong, có quỷ đạo tổ sư hiến tế năng lượng. Cỗ năng lượng này, đang cùng hắn cộng minh lấy, tương hỗ tương ứng. Diệp thần có thể cảm nhận được, tại thời khắc này, hắn đã nắm giữ thôn hồn quỷ châu lực lượng chân chính. Trung yên sa đọa, hắc ám yên diệt, cho ta giá chân áp. Sửu hoàng thật sâu chấn động, toàn lực thôi động thế giới khải kỳ lục, bộc phát ra cuối cùng sa đọa chi trương, bóng đêm vô tận phù văn, hội tụ thành che trời đại âm mây, đen kịt lôi điện nổ tung. Oanh long long hướng về thôn hồn quỷ châu chân áp xuống. Hắn muốn cho thôn hồn quỷ châu sa đọa, hủy diệt, triệt để bị hắc ám nuốt hết. Nhưng, không dùng. Quỷ đạo tổ sư từ hiến, chỗ bộc phát ra năng lượng, hạng gì hung hãn, cỗ này hiến tế năng lượng, giống như là động cơ, kéo theo lấy cả viên thôn hồn quỷ châu vận chuyển, kinh khủng quỷ khí cùng thôn phệ chi lực đỉnh phong bùng nổ. Nuốt mệnh phệ hồn pháp. Diệp thần vừa nắm tay bộc phát ra nuốt mệnh phệ hồn pháp. Đó là thôn hồn quỷ châu cùng túc mệnh chi hoàn dung hợp về sau, diễn sinh ra mạnh mẽ áo nghĩa, đủ để thôn phệ vận mệnh con người. Ao ao ao. Thôn hồn quỷ châu ma hi nở rộ, quỷ khí trùng thiên, cùng Diệp thần thuật pháp kết hợp, toát ra một cỗ chí cường thôn phệ chi lực. Cỗ này thôn phệ chi lực đủ để thôn phệ hết thảy. Chỉ thấy Sử hoàng thế giới khải kỳ lục, vô số tự phù, đầy trời mây đen, thế mà hóa thành cuồn cuộn khí lưu.
trong nháy mắt liền bị thôn hồn quỷ châu cắn nuốt hết. Giờ khắc này thôn hồn quỷ châu, khủng bố đến khó dùng hình dung mức độ, thế mà liền thế giới khải kỳ lục đều có thể thôn phệ. A a a! Sử Hoàng phát ra bén nhọn kêu thảm, chỉnh cỗ thân thể, linh hồn, còn có hắn đi qua hiện trong tương lai vận mệnh, thần cách, toàn bộ đều muốn bị thôn phệ. Từng sợi hắc ám linh khí, từ trên người hắn bị rút ra mà ra, toàn bộ bị hút vào thôn hồn quỷ châu bên trong đi. Không, ta còn không có. Sử Hoàng phát ra vô cùng kinh khủng thanh âm, Diệp Thần nuốt mệnh phệ hồn pháp, quá kinh khủng, muốn thôn phệ hắn hết thảy, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Sử Thần đại nhân, chư vị ma quân, cứu. Sử Hoàng mong muốn kêu cứu, nhưng một câu lời còn chưa nói hết, cả người hắn liền bị mạnh mẽ thôn phệ chi lực, lôi kéo đến sụp đổ phá toái, hóa thành từng sợi hắc ám khí lưu, toàn bộ bị thôn hồn quỷ châu hấp thu hết, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bịch một tiếng từ trên cao rơi xuống đất đi. Sử Hoàng chết rồi. Thuộc về hắn hắc ám, triệt để từ từ tiêu tán. Giữa đất trời, chỉ có Diệp Thần hắc ám khí tượng, đầy trời quỷ khí gào thét, đếm không hết ác quỷ tu la, vây quanh Diệp Thần quỷ bái, phảng phất Diệp Thần liền là mới quỷ đạo chí tôn. Phía dưới thiên nữ, Tử Mỹ U Cơ, Hồng Loan quỷ phi ba người, ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, các nàng đều không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà thật có thể diệt sát Sử Hoàng. Mặc dù diệt sát Sử Hoàng, nhưng, Diệp Thần trên mặt, cũng không có xương ra bao nhiêu vui sướng vẻ mặt. Bởi vì này một trận chiến, giá quá lớn, quỷ đạo tổ sư hy sinh, hắn toàn thân khí huyết cũng bị rút sạch, hiện tại suy yếu tới cực điểm, thậm chí không cách nào lại trên không trung huyền lập, chỉ có thể mềm nhũn hạ xuống mặt đất, không ngừng thở. Càng chết là, rõ ràng giết chết Sử Hoàng, Diệp Thần lại thấy chung quanh thiên cơ, y nguyên quanh quẩn lấy cực kỳ hung hiểm khí tức. Nguy hiểm cũng không có giải trừ. Ba, ba, ba. Một hồi thanh thúy vang dội tiếng vỗ tay, bỗng nhiên theo giữa sân vang lên. Chỉ kiến thiên nữ, Tử Mỹ U Cơ, Hồng Loan quỷ phi tam nữ chỗ tế đàn bên trên, bỗng nhiên nở rộ hắc quang, một đạo âm u bóng người, chậm rãi theo tế đàn bên trên nổi lên, đang mỉm cười vỗ tay. Người này, bề ngoài lộ ra âm u mà thần bí, dáng người 10 điểm cao lớn, bao phủ tại đấu bồng màu đen phía dưới, thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn, chân trụi tại bên ngoài tay cầm, làn da tái nhợt như tuyết, trên mặt bao trùm lấy một cái mặt nạ màu đen. Chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt cùng một đạo vặn vẹo khóe miệng. Tại quanh người hắn, từng sợi quỷ dị khói đen lơ lửng, trong khói đen nổi lơ lửng từng khỏa tinh hồng cùng hắc ám đồ đằng, tản mát ra một cỗ cực kỳ chí mạng khí tức. Cái này người vừa hiện thân, một cỗ cường đại kinh khủng virus năng lượng, liền phát ra. Thiên nữ, Tử Mỹ U Cơ, Hồng Loan quỷ phi tam nữ, lập tức nhận lấy virus ô nhiễm, kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân dẫn đến ra từng khỏa màu đen đồ đằng. Gương mặt trở nên âm u. Ngươi là... Diệp Thần nhìn xem người này, đồng tử lập tức kịch liệt co vào, chấn động trong lòng, phỏng đoán cái này người liền là đến từ Sử Thần tộc sứ giả. Người kia cười nói, trước tự giới thiệu mình một chút luân hồi chi chủ, ta gọi bệnh ách ma quân, cũng gọi virus ma quân, là Sử Thần tộc cửu đại ma quân một trong. Diệp Thần nói, bệnh ách ma quân. Bệnh ách ma quân cười nói, đúng vậy, chúng ta Sử Thần tộc có cửu đại ma quân. Là từ năm đó Sử Thần thế giới của người lớn khải kỳ lục bên trong, diễn sinh ra. Ngoại trừ Sa Đọa ma quân đại nhân, phải bảo vệ Sử Thần đại nhân chân thân bên ngoài, chúng ta còn lại bát đại ma quân, trong bóng tối nắm trong tay Sử Thần bát kỳ. Sử Hoàng nói có ba cái tuyệt thế nữ tử, muốn hiến cho Sử Thần đại nhân, ta phụng mệnh tới tiếp thu tế phẩm, ha ha, chỉ bất quá, không nghĩ tới Sử Hoàng thế mà bị ngươi giết, luân hồi chi chủ, quả thật ghê gớm. Nghe vậy, Diệp Thần nội tâm chấn động, nhìn thấy đủ loại thiên cơ. Thế giới khải kỳ lục có 9 chương, phân biệt là, hắc ám thức tỉnh, tận thế tiên đoán, thiên địa băng diệt, virus lan tràn, hủy diệt tai ương, thế giới phá toái, vĩnh dạ thâm uyên, trung yên nhạc dạo, sa đọa chương cuối. Này 9 chương hắc ám bí lục, mỗi một chương đều sản sinh ra một vị mạnh mẽ ma quân, chính là, hắc ám ma quân, mạt nhật ma quân, băng diệt ma quân, bệnh ách ma quân, hủy diệt ma quân. Phá toái ma quân, thâm uyên ma quân, trung yên ma quân, sa đọa ma quân. Này cửu đại ma quân, có 8 vị ở sau lưng chi phối lấy Sử Thần tộc bát kỳ, cường đại nhất một vị sa đọa ma quân, chính là Sử Thần chân thân thủ hộ giả. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt bệnh ách ma quân,
nguồn gốc từ thế giới khải kỳ lục virus lan tràn thiên chương, toàn thân đều là virus, cả người liền là virus hóa thân, chấp chưởng lấy thế gian hết thảy virus cùng ôn dịch, tà ác khủng bố đến để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy run rẩy kinh khủng, phảng phất đã bị virus quấn thân. Diệp Thần lui lại hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Hiện tại hắn thân thể hết sức yếu ớt, vừa mới cùng Sử Hoàng đại chiến hoàn tất, hắn đã hao hết tất cả lực lượng. Bệnh ách ma quân tiến lên trước một bước, mỉm cười nói, luân hồi chi chủ, không cần khẩn trương như vậy, Sử Hoàng dám hiến tế Sử Thần đại nhân hài cốt, phạm vào đầy trời cấm kỵ, người giúp chúng ta giết hắn, vậy thì thật là tốt, là thanh lý môn hộ, rất tốt, ha ha. Người trước đó bạo sát Sử Thần đại nhân trên thế gian chỗ có phân thân, nhưng Sử Thần đại nhân cũng không trách ngươi, ngược lại hết sức tán thưởng ngươi. Nếu ngươi có hứng thú, có thể đến ta Sử Thần tộc tâm sự. Như có thể quy thuận, vẫn không mất phong hầu vị trí. Thời khắc này bệnh ách ma quân, đúng là nghĩ mời chào Diệp Thần. Các ngươi nghĩ mời chào ta. Diệp Thần nhịn cười không được. Bệnh ách ma quân nói, chính là, cái thế giới này tràn ngập tội ác. Đã không có tồn tại ý nghĩa, chúng ta hợp lại, có thể cùng một chỗ phá hủy cựu thế giới, thành lập một cái thế giới mới đây là. Diệp Thần cắt ngang hắn nói chuyện nói, đừng nói nhảm, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ta không có khả năng hợp tác với các ngươi. Ngươi rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Sử Hoàng, nhưng ta cũng không phải cái gì đợi làm thịt cừu non. Huyết Long, buông xuống đi. Diệp Thần trực tiếp kêu gọi Huyết Long buông xuống, chỉ nghe hư không lôi đình nổ tung. Oanh long long nổ vang, huyết quang mãnh liệt, một đầu thật dài thần long, mang theo kinh thiên kiệt ngạo khí cùng uy nghiêm, chậm rãi theo Diệp Thần sau lưng nổi lên, dương nanh múa vuốt, chính là Huyết Long. Bây giờ Huyết Long, thôn vệ đại lượng vĩ thú năng lượng, đã kinh biến đến mức vô cùng hung hãn, đủ để một chảo xé nát bình thường thiên đế. Bất quá tại dưới tình huống bình thường, Diệp Thần cũng sẽ không triệu hoán Huyết Long tác chiến, bởi vì Huyết Long quá cường đại, sự cường đại của nó. Cường đại đến tự thân cũng không thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình, lực lượng rất có thể sẽ mất khống chế, dẫn đến nó có bị vĩ thú năng lượng cắn trả nguy hiểm. Bất quá khi cái này liên quan đầu, bệnh ách ma quân xuất hiện, thực sự quá nguy hiểm, Diệp Thần trực tiếp liền đem Huyết Long triệu hoán đi ra. Bệnh ách ma quân thấy Huyết Long bàng bạc rộng rãi thân hình, cũng không khỏi đến đôi mắt co rụt lại, cười nói, rất tốt, luân hồi chi chủ. Thủ đoạn của ngươi át chủ bài quả nhiên là tầng tầng lớp lớp A. Huyết Long nhìn một chút bệnh ách ma quân, trầm giọng hướng Diệp Thần nói, chủ nhân, cái tên này tựa hồ chỉ là một đạo phân thân. Diệp Thần gật đầu, xé nát hắn. Sử Hoàng bố trí nghi thức, vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, cho nên bệnh ách ma quân chân thân, vô pháp hàng lâm xuống, giờ phút này xuất hiện, chẳng qua là một đạo phân thân. Nhưng mặc dù chẳng qua là một đạo phân thân, cái kia cỗ kinh khủng virus ôn dịch khí tức, y nguyên khiến người vô cùng kiêng kỵ, Diệp Thần chỉ muốn lập tức đem hắn xé nát, miễn sinh hậu hoạn. Oanh! Huyết Long đột nhiên ra tay, Long chảo phá không, mang theo kinh thiên uy thế, hướng về bệnh ách ma quân xé rách mà đi. Bệnh ách ma quân hắc hắc cười lạnh, thân thể như chim ưng trùng thiên, né tránh Huyết Long nhất kích nói. Luân hồi chi chủ, ta chẳng qua là một đạo phân thân. Hoàn toàn chính xác không phải ngươi con rồng này địch thủ. Nhưng, thân thể ngươi như thế suy yếu, nếu như lọt vào ta bệnh ách xâm lấn, như vậy sẽ như gì? Nói xong, bệnh ách ma quân hóa thành một luồng khói đen, đúng là trực tiếp vòng qua Huyết Long, hướng Diệp Thần tâm bẩn chui vào. Một màn này nổi lên biến cố, Huyết Long hoảng hốt, kêu lên, chủ nhân cẩn thận. Nó long chảo giết ra, muốn ngăn cản cái kia một luồng khói đen. Nhưng bệnh ách ma quân lại vòng qua móng của nó, cuối cùng vô cùng quỷ dị, vô cùng xảo trá, hung hăng chui vào Diệp Thần tâm bẩn bên trong đi. Oanh! Quỷ dị virus khói đen chui vào, Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thấy trái tim đều muốn nổ tung, nội thị thân thể, hắn liền phát hiện trái tim của hắn, đã bị từng khỏa virus đồ đằng bao vây, hắc ám virus khí, bao trùm cả quả tim. Nếu như là người bình thường, lọt vào mãnh liệt như vậy virus xâm lấn. Chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn tâm suy chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần thể chất mạnh mẽ, bây giờ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hắn cực độ suy yếu phía dưới, lọt vào virus xâm lấn, cũng là trong nháy mắt lâm vào vô cùng hiểm ác hoàn cảnh, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt toàn thân rét run lại phát nhiệt, vậy mà thoáng cái liền sinh bệnh nặng. Không, giá! Huyết Long cực kỳ chấn động cùng áy náy, nó không có thể ngăn cản bệnh ách ma quân,
khiến Diệp Thần bị virus cảm nhiễm. Kỳ thật này cũng không thể trách nó, bởi vì bệnh ách ma quân quá quỷ dị, virus xâm nhập lợi dụng tất cả mọi dịp, huyết long cũng là lần đầu tiên đối mặt này loại quỷ dị địch thủ, căn bản không ngăn cản nổi. Diệp Thần, sư đệ, thiên nữ, hồng loan quỷ phi, tử mỹ u cơ ba người, sớm đã bị virus cảm nhiễm, các nàng thấy Diệp Thần cũng bị virus đánh giết, cũng là vô cùng chấn động. Diệp Thần chịu cảm nhiễm, so với các nàng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bệnh ách ma quân này đạo phân thân, toàn bộ hóa thành bệnh ách hạt, chui vào Diệp Thần tâm bẩn bên trong đi, công kích này có thể xưng chí mạng. Bệnh ách khí tức, tại Diệp Thần bên ngoài thân hiển hóa, hóa thành từng khỏa tinh hồng cùng hắc ám đổ đằng, trôi nổi không tiêu tan. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, người trạng thái hư nhược dưới, chúng bệnh của ta ách, sợ là sống không quá một tháng. Nghĩ còn sống, có thể kêu gọi tên thật của ta, ngoan ngoãn đầu hàng, ta có khả năng thay ngươi hóa giải bệnh ách. Bệnh ách ma quân thanh âm, theo trong hư không truyền ra, sau đó dần dần từ từ tiêu tán. Nếu như Diệp Thần thân thể không hư nhược, dùng hắn luân hồi trật tự mạnh mẽ, bệnh ách ma quân căn bản là không có cách xâm nhập, nhưng vừa mới hắn cùng Sử Hoàng đại chiến hoàn tất, tiêu hao quá lớn, thân thể cực đoan hư nhược tình huống dưới, lại bị bệnh ách ma quân thừa lúc vắng mà vào, bệnh tim độc đâm sâu vào. Liên thể biểu đều có bệnh độc đồ đằng tại lưu động, lộ ra 10 điểm đáng sợ. Thứ đáng chết này, sẽ chỉ dùng này loại thấp hèn thủ đoạn. Huyết Long nghiến răng nghiến lợi vô cùng phẫn hận, lại 10 điểm lo lắng áy náy nhìn xem Diệp Thần, chủ nhân, ngươi. Ngươi không có sao chứ? Diệp Thần đầu có chút choáng váng cùng nở, virus công tâm, cả người hắn đều là mơ mơ màng màng, vô pháp trả lời Huyết Long, chỉ yên lặng khoanh chân ngồi, vận chuyển luân hồi pháp điều thức thổ nạp. Viêm Thiên Đế đầu, dung hợp. Diệp Thần tâm bên trong yên lặng phát ra kêu gọi, chỉ thấy vừa mới đánh giết Sử Hoàng, cái kia viên rớt xuống đất đế thủ, hóa thành một cỗ nóng rực viêm mang, hưu một tiếng bay tới, dung nhập vào Diệp Thần trong thân thể đi. Sử Hoàng chết đi, Viêm Thiên Đế đầu không còn có tà ác điều khiển, Diệp Thần một thoáng kêu gọi, đế thủ liền dung nhập trong thân thể hắn. Oanh! Đế thủ dung nhập, một cỗ mạnh mẽ nóng rực năng lượng. Lập tức tại Diệp Thần trong cơ thể nở rộ mà ra, hắn thiên hỏa mệnh tinh, đều bị câu động, bùng nổ cuồn cuộn sóng nhiệt, điên cuồng cọ rửa Diệp Thần kinh mạch, nhường trong kinh mạch lưu chuyển virus khí, toàn bộ tan hết. Hô hút. Diệp Thần vận chuyển phần thiên hô hấp pháp, không ngừng hô hấp nhập vào xuất ra, dung hợp Viêm Thiên Đế đầu năng lượng, kích phát thiên hỏa mệnh tinh linh khí, không ngừng hóa giải tự thân virus. Rất nhanh, cả viên Viêm Thiên Đế đầu năng lượng liền toàn bộ tụ hợp vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Hắn Viêm Thiên Đế đạo thống, cuối cùng tại thời khắc này, triệt để bù đắp. Thiên Đế đầu, Thiên Đế thân, Thiên Đế cánh tay cùng Thiên Đế chân, đầy đủ mọi thứ. Viên mãn Viêm Thiên Đế đạo thống, tiến một bước kích thích thiên hỏa mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh có thể số lượng lớn bùng nổ, rung động ầm ầm, Diệp Thần nội tâm một mảnh ấm áp nóng bỏng, tu vi mãnh liệt đột phá, vừa bước một bước vào thần đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong hàng ngũ. Oanh long long, to lớn nóng rực thiên hỏa mệnh tinh từ từ sau lưng Diệp Thần bay lên, trôi nổi bầu trời. Vĩ đại, hừng hực, mãnh liệt, cao thượng luân hồi pháp tắc, thiên hỏa pháp tắc, lan tràn xuống tới, quỷ trụ thánh địa bên trong tất cả hắc ám, đều bị quét tới. Thiên nữ, hồng loan quỷ phi, từ mỹ u cơ ba người trên người virus, tại nóng rực thiên hỏa chiếu dọi đến, cũng là đều tán đi. Các nàng phát ra thoải mái linh hồn thanh âm. Giống như tắm gội tại ánh nắng bên trong, đôi mắt mang theo một vệt cảm kích, còn không có cách nào che giấu sùng bái nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần bên ngoài thân virus đồ đằng, cũng đã từ từ tiêu tán, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng cường hãn, nhưng Diệp Thần đi đến thần đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong hoàn cảnh, thậm chí khoảng cách 9 tầng trời cũng không xa. Nhưng, bệnh ách ma quân thừa dịp hắn suy yếu, đánh vào trái tim của hắn, hắn trong huyết mạch virus hoàn toàn tán đi, chỉ có tâm tạng bên trong. Vẫn lưu lại có từng sợi hắc ám virus sương mù, có từng khỏa tinh hồng hoặc hắc ám virus đồ đằng, ký sinh tại trong trái tim của hắn, thậm chí ngay cả thiên hỏa mệnh tinh đều không thể cấp tốc xua tan. Diệp Thần sầm mặt lại, lần nữa vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh, từng sợi nóng rực thiên hỏa năng lượng, bao trùm trái tim của mình, tại cái kia nóng rực hỏa khí cháy dưới, bệnh ách ma quân lưu lại virus, thoáng có giảm bớt dấu hiệu, nhưng công tâm quá sâu, mong muốn toàn bộ hóa giải, ít nhất cũng cần thời gian 3-5 năm. Chủ nhân, chúc mừng đột phá. Ngươi không sao.
Huyết Long nhìn thấy Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh năng lượng bùng nổ, xua tan virus tai khí, không khỏi trong lòng vui vẻ, nó ban đầu coi là Diệp Thần thật muốn xảy ra chuyện, may mắn có Viêm Thiên Đế đầu tồn tại, nhưng Diệp Thần bù đắp đạo thống, thiên hỏa mệnh tinh có thể số lượng lớn đại bạo phát. So với vừa mới virus quấn thân suy yếu bộ dáng, giờ phút này Diệp Thần trạng thái đã tốt lên rất nhiều, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, làn da có một tầng kim mang lưu chuyển. Theo mặt ngoài xem, Diệp Thần khí tức vô cùng nóng rực, đơn giản liền là một vòng thiên hỏa thái dương, cùng vừa mới suy yếu bộ dáng so sánh, hoàn toàn là hai người. Nhưng, chỉ có Diệp Thần chính mình rõ ràng, trái tim chỗ sâu virus, xâm nhập quá sâu, trong thời gian ngắn vô pháp hóa giải, muốn dựa vào thiên hỏa thiêu hủy virus, thời gian 3-5 năm không thể thiếu. Ta không sao, bất quá còn có một chút virus không có trừ sạch. Diệp Thần lắc đầu, trái tim chỗ sâu lưu lại virus, lại là một quả bom hẹn giờ. Tại này virus quấn quanh dưới, hắn không có thể động dụng quá lớn lực lượng, bằng không khiên động virus, trái tim của hắn lập tức muốn nổ tung. Hắn chỉ có một đầu tuyến thời gian, một khi vẫn diệt, liền không có phục sinh khả năng. Trừ phi, là bắt lại tinh không tranh bá thi đấu quán quân, chấp trưởng tinh không thần sơn đem chính mình linh hồn, ký thác đến tinh không phía trên thần trì. Dạng này chỉ cần tinh không thần chỉ không khô cạn, hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Bây giờ cách tinh không tranh bá thi đấu, đã không có bao nhiêu thời gian, Diệp Thần tâm bẩn chỗ virus, nếu như không giải quyết, tất nhiên là một cái kinh khủng tai họa ngầm. Tại này virus quấn quanh dưới, hắn vô pháp vận dụng toàn bộ lực lượng, bằng không dẫn nổ virus, hậu quả khó mà lường được. Huyết Long thấy Diệp Thần biểu lộ, cũng cảm thấy có chút không ổn, nói, chủ nhân. Có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Diệp Thần ừ một tiếng, trước đem Huyết Long thu về. Sư đệ, người kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống, thật đúng là vô địch a. Hồng Loan Quỷ Phi nhìn xem Diệp Thần, tràn đầy kinh hỉ nói, lúc này virus hoàn toàn bị thiên hỏa xua tan, giữa thiên địa một mảnh nóng hừng hực, nàng trạng thái tinh thần cũng là hoàn toàn khôi phục. Sửu Hoàng chết đi, Sửu Thần ác xương ô nhiễm tẩy trừ. Viêm Thiên Đế đầu cũng thuộc về Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh có thể số lượng lớn lớn thuế biến, sự tình đến nơi này, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Diệp Thần lắc đầu, lại không có bao nhiêu cao hứng, bởi vì hắn biết, trái tim chỗ sâu virus, nếu như không nhanh chóng tẩy trừ, thủy chung là một cái tai họa ngầm, mà lại tai họa ngầm 10 điểm to lớn. Sư tỷ, chúng ta trước trùng kiến quỷ giới lại nói. Lần này cùng Sửu Hoàng tranh đấu. Quỷ giới trật tự cơ hồ sụp đổ, nhiều năm kiến tạo tinh khung đường sắt cũng đổ sụp, quỷ giới bên ngoài tinh không pháp tắc triệt để phá toái, vô số ngôi sao mất đi quỹ tích, tại lưu lãng tứ xứ, rất nhiều tinh thần phá toái đi hóa thành vẫn thạch lưu tinh, rơi vào quỷ giới bên trong. Quỷ giới khắp nơi mưa sao băng, đại địa bị thiên thạch nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần trọn vẹn bỏ ra 7 ngày, trùng kiến quỷ giới trật tự, lại đem thiên quang trục nhật hạm chế tạo chi pháp. Truyền cho quỷ giới các cường giả, để bọn hắn đi chế tạo từng chiếc đơn sơ phương chu phi thuyền, thay thế tinh khung đường sắt, tướng quỷ giới người vận chuyển đi ra bên ngoài. Quỷ giới người đi bên ngoài, vậy dĩ nhiên là đi Diệp Thần luân hồi trận doanh. Quỷ đạo tổ sư vẫn diệt, bây giờ Diệp Thần liền là quỷ giới đến tôn chúa tể, tử mị u cơ tôn kính quỷ đạo tổ sư nguyện vọng, từ đó liền thành Diệp Thần thị thiếp, mặc cho phân công. Diệp Thần cáo chi thượng hoàng thiên cung. Tại quỷ giới phát sinh mọi việc, lại nói thế giới khải kỳ lục, cửu đại ma quân các loại che giấu. Nhậm Phi Phàm truyền đến đáp lại, nói cửu đại ma quân tại không không lúc nào không thanh danh không hiển hách, là bởi vì bọn hắn tại cùng Mỹ Thần dưới trướng thế lực chống lại lấy, căn bản không có thời gian cùng năng lực ra tới gây sóng gió. Bất quá bây giờ bệnh ách ma quân hiện thân, cái kia hơn phân nửa biểu thị, Sửu Thần tộc tại cùng Mỹ Thần trong tranh đấu, đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. 7 ngày trôi qua, quỷ giới sơ bộ trùng kiến hoàn tất, này 7 ngày thời gian, thiên nữ đã trở về Thương Lôi Sơn, tiếp tục chế tạo thần chu thiên kiếm đoán chừng cũng gần như chế tạo hoàn tất. Bận rộn 7 ngày, Diệp Thần cuối cùng là thoáng thanh nhàn xuống tới, hiện tại hắn trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong, liền là nơi trái tim trung tâm hắc ám virus, thủy chung không thể trừ tận gốc hầu như không còn. Hắn ủy thác Nhậm Phi Phàm, tìm kiếm khu trừ virus chi pháp, này virus không phải bình thường virus. Nguồn gốc từ bệnh ách ma quân, mang theo thế giới khải kỳ lục hắc ám ghê tởm, 10 điểm khủng bố, một khi bị đánh vào tim phổi, lại nghĩ trừ tận gốc vậy liền muôn vàn khó khăn.
Diệp Thần có khả năng trừ tận gốc, nhưng cần thời gian 3-5 năm, hắn hiện tại rõ ràng vô pháp chờ đợi lâu như vậy, hắn nhất định phải đuổi tại tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu trước, thanh lý virus. Diệp Thần tại quỷ giới bên trong, chờ đợi lấy Nhậm Phi Phàm trả lời chắc chắn, lại lấy ra Vũ Xà Thần cho hắn lân phiến, cảm thấy thầm nói. Lần trước Vũ Xà Thần tại trước khi đi, cho ta khối này vảy rắn, nói ta nếu là có thể còn sống sót, liền bóp nát vảy rắn, nó còn giống như có lời muốn cùng ta nói. Mấy ngày nay bận rộn, nhưng Diệp Thần suýt nữa quên mất việc này, hiện tại thoáng thanh nhàn xuống tới, mới nhớ lại Vũ Xà Thần nhắc nhở. Hắn hiện tại tìm cái chỗ không người, khoanh chân ngồi xuống, đem vảy rắn bóp nát. Răng rắc, màu đen vảy rắn vỡ vụn, trong hư không liền có một cỗ thâm thúy khói đen, xông ra. A, luân hồi chi chủ, người quả nhiên còn sống. Nghĩ không ra, người thế mà có thể diệt sát Sử Hoàng. Trong hắc khí, truyền ra Vũ Xà Thần thanh âm. Vũ Xà Thần khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì Sử Hoàng mạnh mẽ, nó là tự mình lãnh giáo qua. Coi như là nó, đối mặt Sử Hoàng cũng là vô cùng khó giải quyết, Diệp Thần cuối cùng không chỉ là còn sống, còn đem Sử Hoàng triệt để diệt sát, nó lại là kinh hãi, lại là bội phục. Diệp Thần cười lắc đầu, mặc dù chiến thắng Sử Hoàng, nhưng hắn trả ra đại giới, cũng là 10 điểm to lớn. Càng quan trọng hơn là cái kia không phải là lực lượng của mình, luân hồi đại năng hiến tế là nơi mấu chốt. Quỷ đạo tổ sư vẫn diệt, quỷ giới cũng có thật nhiều người chết đi. Tại đi qua trong 7 ngày, Diệp Thần tận lực sắp chết người phục sinh, nhưng giống quỷ đạo tổ sư, Viêm Hoàng Đại Si loại cấp bậc cường giả này, trước mắt hắn là không có năng lực phục sống được. Vũ Xà Thần tiền bối, ngươi lưu lại khối này lân phiến cho ta, là còn có cái gì phân phó? Diệp Thần thu lại nội tâm tạp niệm, hỏi. Phân phó không dám nói, chẳng qua là, chấm, có chút việc, mong muốn nhờ ngươi. Vũ Xà Thần cân nhắc ngôn từ. Tựa hồ có cái gì nan ngôn tri ẩn. Diệp Thần nói, há, tiền bối là có chuyện gì? Vũ Xà Thần nói, ngươi còn nhớ rõ ta chủ nhân là ai chăng? Diệp Thần nói, tự nhiên, Thương Thiên Lạc Nguyệt, Lạc Thần, đại chủ tể thân muội muội. Tên Lạc Thần, hắn dĩ nhiên còn nhớ rõ, trước đó tại Hoàng Đồ Tinh, thấy Lạc Thần pho tượng, vậy thì thật là sinh động như thật, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiếu miểu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, xinh đẹp thanh tuyệt tới cực điểm. Nhưng, hắn cũng nhớ kỹ Vũ Xà Thần nói qua Lạc Thần tinh thần bị hắc ám ô nhiễm, đã điên rồi. Diệp Thần không cách nào tưởng tượng, như thế một cái tuyệt mỹ nữ tử, lâm vào điên, là bực nào bộ dáng. Vũ Xà Thần nói, ta muốn nhờ ngươi sự tình, chính là. Diệp Thần thấy nó nói chuyện ấp a ấp úng, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hỏi chính là cái đó. Vũ Xà Thần tiền bối, ngươi có lời không ngại nói thẳng. Vũ Xà Thần thở dài một hơi, đột nhiên hỏi, ngươi vừa liền vận dụng luân hồi sách sao? Diệp Thần nghe được này đột nhiên đặt câu hỏi, nhướng mày, nói, này không tiện lắm. Vũ Xà Thần nói, a, phải không? Không tiện, ngô, không tiện coi như xong, ai? Diệp Thần nói, tiền bối, đến cùng là chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là, vì sao ấp a ấp úng? Vũ Xà Thần tằng hắng một cái, rất là bất đắc dĩ nói, ta muốn nói sự tình, thật sự là, ai, xấu hổ mở miệng, oan nghiệt a. Diệp Thần bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, truy vấn, đến cùng là chuyện gì? Vũ Xà Thần nói, ai, tóm lại liền là oan nghiệt, lạc thần đại nhân nàng đối với mình thân ca ca Thương Thiên Bạch Vũ, liền là ngươi nói đại chủ tể, có rồi. Có bất luân chi luyến, ai? Ta muốn mời ngươi cải biến cái này đi qua, nhưng... Nhưng ngươi không tiện khởi động luân hồi sách, quên đi, coi ta không nói, ai, thật sự là thống khổ a. Diệp Thần trong óc ầm ầm một tiếng, giống như có một đạo sấm sét hung hăng chém vào, nói, ngươi nói cái gì, Lạc Thần đối đại chủ tể, có bất luân chi luyến. Cái này, đây là có chuyện gì? Vũ Xà Thần nói, được rồi, không nói. Về sau chờ ngươi thuận tiện khởi động luân hồi sách rồi nói sau, luân hồi chi chủ đa tạ ngươi chịu nghe ta nói nhảm nhiều như vậy, ta có một môn thuật pháp, liền truyền cho ngươi chính là thù lao đi. Nói xong, chỉ thấy cái kia một luồng trong hắc khí, đã tuôn ra vô tận ký tự, lập lòe tinh quang, tại Diệp Thần trước mặt sắp hàng thành một bài bí pháp. Đây là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Vũ Xà Thần nói,
là tinh không đỉnh tu luyện bí pháp, chúng ta tinh không bỉ ngạn thế giới, hệ thống tu luyện bên trong, cũng có thần đạo cảnh, thiên nguyên cảnh, cửu đỉnh cảnh tồn tại, bất quá chúng ta cửu đỉnh cảnh, so với các ngươi không không lúc nào không muốn cường hãn rất nhiều, chúng ta không chỉ có thể rèn đúc cửu đỉnh, còn có khả năng ngoài định mức nhiều rèn đúc một cái tinh không đỉnh. Những văn tự này, liền là tinh không đỉnh tu luyện bí pháp, người tốt nhất cảm ngộ, nếu có thể rèn đúc ra tinh không đỉnh, người liền vô địch. Diệp thần trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó triệu hoán vũ xà thần, cùng sử hoàng đối chiến thời điểm, vũ xà thần từng hạ xuống một tôn tinh không đỉnh, khiến sử hoàng luống cuống tay chân, chỉ có thể dùng cự long tự bạo phương thức, đem tinh không đỉnh phá hủy đi. Cái kia tinh không đỉnh thần uy, nhưng Diệp thần khắc sâu ấn tượng. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nếu là hắn có thể rèn đúc ra tinh không đỉnh, đích thật là muốn vô địch, nghịch thiên thuế biến. Tiền bối, ta chẳng qua là thần đạo cảnh 8 tầng A, khoảng cách cửu đỉnh cảnh còn rất xa, ta có thể rèn đúc ra tinh không đỉnh sao? Diệp thần hỏi. Vũ xà thần nói, dĩ nhiên có khả năng, người chấp trưởng tinh không đạo thư, có thể rèn đúc tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh cùng mặt khác cửu đỉnh, pháp tắc là hoàn toàn không giống, không cần đợi đến cửu đỉnh cảnh là có thể rèn đúc. Tại chúng ta tinh không bỉ ngạn, hết thảy người tu luyện theo khi còn bé bắt đầu, liền tay rèn đúc tinh không đỉnh, đây là tính mệnh chỗ căn bản. Người có tinh không đạo thư, rèn đúc tinh không đỉnh, khả năng so tinh không phía trên người, còn phải đơn giản rất nhiều. Tốt, chính ngươi nắm bắt, ta phải đi. Ai, oan nghiệt a. Dứt lời, vũ xà thần thanh âm, liền hoàn toàn biến mất. Diệp thần trước mắt khói đen cũng là theo chân từ từ tiêu tán. Trước mắt của hắn, chỉ còn lại có một bài tinh không đỉnh pháp môn tu luyện. Diệp thần nhìn xem bản này tinh không đỉnh rèn đúc bí pháp, chẳng qua là quét nhìn liếc mắt, hắn liền thấy bao la uyên thâm, rộng rãi cuồn cuộn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Này tinh không đỉnh pháp môn tu luyện, quả thật là huyền áo tinh thâm, nếu là ta có thể luyện thành, nói không chừng có thể hóa giải trái tim virus. Nghĩ như vậy Diệp thần lập tức ngưng thần cảm ngộ tinh không đỉnh bí pháp, hắn thiên phú cực cao. Cảm ngộ sau một lát, liền hiểu được tinh không đỉnh pháp môn. Nhưng ở lĩnh ngộ thấu triệt về sau, Diệp thần lông mày lại chặt chẽ nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, mong muốn rèn đúc tinh không đỉnh, vô cùng gian nan, cần phải không ngừng đúc nóng nhật nguyệt tinh thần lực lượng, còn có tinh không pháp tắc năng lượng. Bình thường tại tinh không bỉ ngạn, nghĩ rèn đúc ra một tòa tinh không đỉnh, thời gian muốn 10 vạn năm đo lường tính, coi như hắn có tinh không đạo thư, cái kia đoán chừng cũng muốn vạn năm. Tốn hao thời gian quá dài, hơn nữa còn có thất bại nguy hiểm. Một khi đúc đỉnh thất bại, tinh không đỉnh nổ tung, lại sẽ phản thương tự thân, nguy hiểm cực lớn. Xem ra rèn đúc này tinh không đỉnh, không dễ dàng như vậy a. Diệp thần trầm ngâm, xem ra cần mặt khác tìm kiếm cơ duyên, hắn mới có thể cấp tốc rèn đúc ra tinh không đỉnh. Oanh long long, ngay tại Diệp thần nghĩ đến, như thế nào cấp tốc rèn đúc tinh không đỉnh thời điểm. Phương xa chân trời, truyền đến nổ thật to tiếng. Hắn đứng dậy, nhìn về phương xa, lại thấy vô cùng hùng vĩ một màn, chỉ thấy chân trời có hào quang vạn trượng, có tinh khí trùng thiên, có muôn vàn kiếm quang gào thét, nhưng khí tượng này mông lung, như hải thị thận lâu, cũng không phải là xuất từ quỷ giới, mà là nguồn gốc từ nơi vô cùng xa xôi. Là thần Chu Thiên Kiếm, thiên nữ đúc kiếm thành công. Diệp thần nhìn xem phương xa chân trời khí tượng, lập tức chấn động. Một cái thiên cơ bắt, hắn liền biết cỗ này khí tượng, nguồn gốc từ Thương Lôi Sơn, là thiên nữ đúc kiếm khí tượng. Theo khí tượng này phán đoán, thiên nữ đúc kiếm đã thành công. Thần Chu Thiên Kiếm ra lò, đây là thần kiếm ra lò đại khí tượng, đúng là ánh chiếu chư thiên, chấn động toàn bộ không không lúc nào không. Hiện tại, toàn bộ không không lúc nào không, đều có thể thấy thần Chu Thiên Kiếm ra lò to lớn kỳ quan. Đó cũng không phải hoàn mỹ hình dáng thần Chu Thiên Kiếm, chỉ là một thanh chim non kiếm thôi, nhưng ra lò khí tượng, thế mà cũng như thế rộng rãi cuồn cuộn. Có thể nghĩ, thần Chu Thiên Kiếm tạo hóa kết cấu, đến cỡ nào tinh diệu tuyệt áo, một thanh chim non kiếm ra lò, liền dung chuyển chư thiên, vạn trượng hào quang chiếu rọi. Nghĩ không ra ta vừa mới tô tỉnh, liền có thể thấy như thế đại khí tượng, ha ha, thú vị, thú vị. Ngay lúc này, Diệp thần lại nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một cỗ thanh lãnh thanh âm. Hắn giật mình trong lòng, nội thị luân hồi mộ địa, liền thấy có một khối mộ bia, phía trên tung bay một đạo uyển chuyển thiếu nữ thân ảnh, dáng người thướt tha, làn da tuyết trắng, trên trán mọc ra một đôi long giác,
hai đầu lông mày lộ ra một vệt đạm mạc chi ý. Cái kia trên bia mộ mặt, in tinh đạo long nữ bốn chữ. Cô nương, ngươi là... Diệp Thần tầm mắt hơi co lại, hắn nhớ ký quỷ đạo tổ sư tại trước khi lâm chung, từng thức tỉnh một khối mộ bia, cái kia mộ bia chủ nhân, chính là tinh đạo long nữ. Cái gì cô nương, tiểu gia hỏa, người phải gọi ta một tiếng tiền bối. Cái kia long giác thiếu nữ trừng mắt Diệp Thần, có chút bất mãn nói ra. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối gọi là tinh đạo long nữ. Không biết cùng đúc tinh long thần, có cái gì sâu xa. Trong mơ hồ, Diệp Thần bắt được thiên cơ, cái này tinh đạo long nữ, cùng đúc tinh long thần ở giữa, có lớn lao liên lạc, vận mệnh sợi tơ là hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Long giác thiếu biến nữ nghe được đúc tinh long thần bốn chữ, lập tức phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, người nói đầu kia con lươn nhỏ. Hừ, hắn bất quá là bản cô nương bại tướng dưới tay. Diệp Thần nghe hiếm lạ, nói, xin lắng tai nghe. Long giác thiếu nữ lại nhàn nhạt khoát khoát tay, nói, được rồi. Nói rất dài dòng, không nói cũng được, tóm lại, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, thế gian này tối cường Long Vương, là bản cô nương ta, mà không phải đúc tinh Long Thần đầu kia con lươn nhỏ, không có thiên đấu sát thần chỉ bảo, hắn có thể thắng được ta. Hừ, nói xong lời cuối cùng, Long Giác thiếu nữ lại có chút tức giận căm phẫn. Diệp Thần nghe lời của nàng, cảm thấy mơ hồ đoán đến mấy phần, xem ra Long Giác thiếu nữ cùng đúc tinh Long Thần, từng có tranh đấu. Mà tranh đấu kết quả sau cùng, không thể nghi ngờ là đúc tinh long thần thắng, từ đó đúc tinh long thần đứng hàng lục đạo cổ thần một trong, uy bá chư thiên thanh danh hiển hách, long giác thiếu nữ tên, liền không có người nào biết. Thiếu nữ nhìn xem trên bia mộ tinh đạo long nữ bốn chữ, tựa hồ không lớn hài lòng, nói ta chính là thế gian tối cường long vương, sao có thể ngay thẳng như vậy xưng hô ta gọi long nữ đâu. Danh hào này cần phải sửa lại một chút. Nàng tiêm vươn tay ra. Xóa đi trên bia mộ cái cuối cùng nữ chữ, đổi thành vương chữ, liền trở thành tinh đạo long vương. Diệp Thần cười nói, tiền bối, ta đây là bảo ngươi long nữ, vẫn là long vương. Thiếu nữ ngạo nghễ nói, đương nhiên là long vương, tiểu gia hỏa, nhanh quỳ xuống đập cái đầu, tiếng kêu long vương tới nghe một chút đi. Diệp Thần tâm bên trong bật cười nghĩ thầm vị này mới thức tỉnh luân hồi đại năng, mặc kệ tu vi cùng quá khứ như thế nào, tâm tính lại là thiếu nữ tâm tính. 10 điểm kiêu ngạo. Thiếu nữ nói, thế nào, ngươi không chịu quỳ sao? Diệp Thần cười nói, ta là mộ chủ, hẳn là ngươi quỳ ta. Thiếu nữ trừng to mắt, nói tốt, ngươi thật đúng là cuồng vọng, không quan trọng thần đạo cảnh, liền dám đối Long Vương tiền bối bất kính rồi. Diệp Thần nói, nếu là tiền bối, không biết tiền bối có cái gì lễ gặp mặt muốn tặng cho tiểu tử. Thiếu nữ khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần vừa mở miệng. Liền hỏi nàng yêu cầu lễ vật, nàng trên dưới dò xét Diệp Thần liếc mắt, nói a, người bị bệnh ách ma quân cái kia hỗn đản đánh lén, trên trái tim có cực đáng sợ virus. Ai, đáng tiếc Long Vương tiền bối ta chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, tu vi còn kém rất rất xa đỉnh phong thời điểm, không phải ta thi triển đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, có thể đưa ngươi nơi trái tim trung tâm virus trộm lấy ra, dạng này là có thể miễn đi nổi thống khổ của ngươi. Diệp Thần tâm đầu khẽ động. Nói, ngôi sao gì trộm hỗn độn pháp? Thiếu nữ nói ra, liền là Long Vương tiền bối ta sáng tạo bí pháp, có thể trộm lấy thế gian hết thảy đồ vật, ngô, cùng ngươi tu luyện qua đại hoang thâu thiên thuật có chút tương tự, nhưng có rất lớn khác biệt. Hoang thiên đế đại hoang thâu thiên thuật, chủ yếu là trộm phương diện vật chất đồ vật, mà bản cô nương đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, chủ yếu là trộm lấy pháp tắc phương diện đồ vật, huyền diệu khó giải thích. Diệp Thần nói, pháp tắc phương diện. Thiếu nữ nói, đúng vậy, tỷ như ngươi thi triển đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, nắm một người thời gian trộm đi, người kia liền sẽ giả đi, thậm chí giả yếu mà chết. Nếu là ngươi đem người mộng tưởng và trong lòng tín ngưỡng trộm đi, hắn liền sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như ngươi đem lòng của người khác đều trộm đi, như vậy người kia liền sẽ yêu ngươi, đối ngươi khăng khăng một mực. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, thản nhiên nói, lại thần kỳ như thế. Thiếu nữ nói, đó là đương nhiên, bản cô nương đã sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy bí pháp, cho nên thế nhân đều gọi ta gọi tinh đạo long nữ, A Phi, là tinh đạo long vương. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm buồn cười, mặc dù thiếu nữ một mực tự xưng long vương, nhưng trong mắt hắn xem ra, lại không có bao nhiêu vương giả khí phách, như quỷ đạo tổ sư như thế, bảo nàng tinh đạo long nữ có lẽ thích hợp hơn một chút.
Tinh đạo long nữ nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, lập tức một hồi tức giận, nói thế nào, ngươi không phục. Diệp Thần cười nói, không có, không có, tiền bối là Long Vương, thần thông quảng đại, tiểu tử là rất bội phục, nếu là tiền bối chịu đem cái kia đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp truyền cho ta, vậy thì càng tốt cực kỳ. Hắn nghĩ đến nếu như cái kia đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đúng như tinh đạo long nữ nói như vậy thần kỳ, vậy hắn trực tiếp tu luyện cũng tốt, nói không chừng thật có thể trộm lấy trái tim bên trong virus, từ đó triệt để trị tận gốc. Hiện tại bệnh ách ma quân lưu lại virus, đã hoàn toàn đánh vào Diệp Thần trái tim, cùng hắn cả quả tim hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau, coi như là dùng thủ đoạn của hắn, mặc kệ là y thuật vẫn là đại hoang thâu thiên thuật loại hình, đều không thể trị tận gốc, 10 điểm khó giải quyết. Tinh đạo long nữ nghe Diệp Thần một tiếng này long vương, rất là dễ chịu hưởng thụ, híp mắt cười nói, tiểu gia hỏa còn biết gọi ta một tiếng long vương, trẻ nhỏ dễ dậy, trẻ nhỏ dễ dậy. Hi hi, vậy thì tốt, ta liền đem này đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp truyền cho ngươi, ngươi vươn tay ra. Diệp Thần mỉm cười, cũng là có chút ngoài ý muốn đối phương sẽ sảng khoái như vậy, nói, đa tạ tiền bối. Liền đưa tay ra ngoài. Tinh đạo long nữ dắt Diệp Thần tay, một luồng linh quang lộ ra, truyền vào Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Lập tức, Diệp Thần liền thấy, một bài cuồn cuộn rộng rãi công pháp yếu lĩnh, trong đầu khuấy động, chính là cái kia đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp bí quyết. Đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, là viễn cổ bí pháp, có trộm tinh thâu thiên oai, bản này bí pháp khẩu quyết 10 điểm cuồn cuộn, coi như là Diệp Thần, lập tức toàn bộ đạt được quán chú, cũng cảm thấy có điểm đầu nở. Cũng may mắn Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, ngộ tính kỳ cao, hít thở sâu một hơi, liền nhanh chóng đem trong đầu bí pháp tiêu hóa xong thành. Tinh đạo long nữ cười hỏi, thế nào, tiểu gia hỏa, lĩnh ngộ mấy thành? Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, sau đó cười nói, đại khái toàn bộ lĩnh ngộ, tiền bối đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đích thật là tinh diệu vô song. Tinh đạo long nữ không tin, nói, toàn bộ lĩnh ngộ. Thật sự là rõng rạc, người như thật lĩnh ngộ, thi triển đi ra cho ta xem một chút. Diệp Thần trong lòng hơi động, lúc này tay của hắn, còn bị tinh đạo long nữ nắm, hắn vô ý thức liền thi triển ra đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, một luồng như có như không mịt mờ linh khí, dọc theo tinh đạo long nữ tay, thẩm thấu vào thần hồn của nàng trong thân thể. Diệp Thần vô ý thức là muốn thử xem, này đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, có phải là thật hay không có trộm tâm hiệu quả. Tinh đạo long nữ thấy Diệp Thần linh khí xâm nhập, chỉ một thoáng thân thể kịch chấn, như giật điện rút tay trở về. Gương mặt một mảnh ửng đỏ vô cùng xấu hổ giận dữ nói, ngươi làm gì muốn trộm ta tâm? Diệp Thần nhìn thấy tinh đạo long nữ phản ứng lớn như vậy, lập tức ngẩn ngơ. Tinh đạo long nữ cũng lấy lại tinh thần đến, thoáng điều trị một thoáng hô hấp, miễn cưỡng nhường tâm tình mình bình phục lại, nói, khục. Ngô, bản cô nương đạo tâm kiên định, sẽ không bị ngươi dung chuyển, thế nhưng, tiểu gia hỏa, ngươi phải chú ý về sau này đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp. Không dùng lại tại trên người của ta, nếu là ta bị ngươi, nói đến đây, vẻ mặt lại là đỏ lên, hừ một tiếng, nói, ngươi trộm không được ta tâm, ngược lại gặp cắn trả, ta cũng mặc kệ. Diệp Thần nói, đúng, tiền bối, ta đều biết. Tinh đạo long nữ vẻ mặt hòa hoãn lại, nói, rất tốt, xem ra thiên phú ngộ tính của ngươi, đích thật là siêu phàm nghịch thiên, lại thật lập tức, liền hiểu được ta đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp. Đáng tiếc người bản thể tu vi quá yếu, chỉ có thần đạo cảnh, hẳn là đánh cắp không được bệnh ách ma quân virus. Nghe vậy, Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống, nếm thử vận chuyển đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đi trộm lấy chính mình trái tim bên trong virus, nhưng phát hiện virus quấn tâm, cùng trái tim của hắn triệt để giao hòa một thể, hắn căn bản là không có cách tước đoạt trộm cắp ra tới, trừ phi đem chính mình cả quả tim đào ra, cái kia cùng tự sát không sai biệt lắm. Hiu hiu hiu. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một hồi kiếm khí tiếng rít, phá không xuyên vân, 10 điểm mãnh liệt. Tinh đạo long nữ nói, bên ngoài tựa hồ có người tới tìm ngươi, ra ngoài đi, tiểu gia hỏa, cái kia giống củ cải một dạng tiểu yêu quái đâu. Gọi hắn qua đi theo ta. Diệp Thần khẽ giật mình, biết tinh đạo long nữ nói chính là tiểu cấm yêu, bây giờ Diệp Thần đem huyết long cùng tiểu cấm yêu, đều di chuyển đến luân hồi thiên quốc bên trong đi. Cùng thân hạc, tám đuôi vật chứa tiểu mộng chờ cư ở cùng một chỗ. Thấy tinh đạo long nữ đối tiểu cấm yêu có hứng thú, Diệp Thần liền đem tiểu cấm yêu triệu hoán xuống tới. Tiểu cấm yêu bình thường thời điểm bộ dáng, tay tay chân chân đều mập phì,
giống như là một khỏa thành tinh nhân sâm, lại giống như là một cây củ cải lớn, cho nên Đao Phong Nữ Hoàng cho lúc trước hắn đặt tên gọi củ cải. Tinh Đạo Long Nữ nhìn thấy Tiểu Cấm Yêu, rất là vui vẻ, vẫy vẫy tay nói, Tiểu Yêu Quái, rất tốt, ngươi qua đây. Tiểu Cấm Yêu lệch ra cái đầu nhìn Diệp Thần liếc mắt, Diệp Thần cười khổ một tiếng nói ra, Tiểu La Bạc, ngươi liền lưu lại bồi tiếp tiền bối. Tiểu Cấm Yêu ồ một tiếng, cũng là hết sức nghe Diệp Thần, liền lưu lại làm bạn Tinh Đạo Long Nữ. Tinh Đạo Long Nữ hai tay dâng hắn, yêu thích không buông tay, liền cùng bưng lấy một con chó con mèo nhỏ giống như. Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, liền rời đi luân hồi mộ địa, hắn cũng cảm nhận được ngoại giới khí tức, có người tới tìm hắn, tựa hồ chính là thiên nữ. Diệp Thần ra đi ra bên ngoài, liền thấy vô cùng hình hùng vĩ cảnh tượng, muôn vàn kiếm khí hoành không, theo kiếm khí hạ xuống tới, là hai nữ tử, một cái áo trắng bồng bềnh, chính là Nhậm Thiên Nữ, một người khác mặc thanh y nha hoàn trang phục, là đã từng Tam Vĩ Phong ở giữa mộng, bây giờ đã ẩn thế, thành Thương Lôi Sơn bên trên một cái bình thường nữ tỳ, đi theo thiên nữ tới. Thiên nữ quanh thân muôn vàn kiếm khí hội tụ, mang theo chí cao tinh không khí tức, chính là thần Chu Thiên Kiếm kiếm khí. Nàng lúc này chế tạo thần Chu Thiên Kiếm thành công, quả thực là nghịch thiên thuế biến, cả người khí chất, thoạt nhìn liền tựa như là tinh không phía trên thần nữ. Quỷ giới đám người nhìn thấy thiên nữ buông xuống, cũng là lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy bây giờ thiên nữ khí tượng, so với trước đó không biết muốn rực rỡ lóa mắt nhiều ít, nếu là hiện tại lại kiểm tra linh hồn của nàng giá trị, tuyệt đối là muốn vượt qua 8.000 vạn, thậm chí vượt qua 100 triệu, linh hồn giá trị so Tử Mị U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi hai nữ còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì nàng đúc tạo ra được thần Chu Thiên Kiếm, đại biểu cho tiềm lực của nàng, tương lai của nàng, có vô hạn khả năng. Thiên nữ, người cuối cùng chế tạo ra thần Chu Thiên Kiếm. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía thiên nữ, hơi có chút chấn động nói. Không, chẳng qua là chim non kiếm mà thôi. Thiên nữ mỉm cười, mang theo trong gió mộng đi vào Diệp Thần bên người. Diệp Thần cảm thán nói, như thế khí tượng, chim non kiếm cũng rất lợi hại. Thiên nữ u nói ra, này còn phải cảm ơn ngươi đây, nếu như không phải ngươi giết chết Sử Hoàng, ta khả năng sẽ chết tại quỷ giới bên trong. Hồi tưởng lại 7 ngày trước phát sinh hết thảy, thiên nữ chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Khi đó, nàng vẫn là tù nhân, sẽ phải trở thành sử thần tế phẩm, nhưng bây giờ đúc kiếm hoàn thành, đại khí vận ra thân, quả thực là nghịch thiên tuế biến. Diệp Thần cười nói, không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời hứa của ngươi liền tốt. Thiên nữ gật gật đầu, nói ta biết ta sẽ mượn kiếm cho ngươi. Nàng trên dưới dò xét Diệp Thần liếc mắt, dựa vào ánh mắt nhạy cảm, lại phát hiện Diệp Thần no đủ trạng thái dưới đáy, ẩn giấu một tia kinh khủng hắc ám. Nàng nhướng mày, nói, bệnh ách ma quân gieo xuống virus, còn không có trừ sạch. Diệp Thần thở dài, không có, cái kia virus ngay cả ta cũng cảm giác 10 điểm khó giải quyết. Thiên nữ u nói, phải không? Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt vào Diệp Thần trong trái tim, nhẹ khẽ vuốt vuốt, ánh mắt mang theo một vệt mềm mại, đang dò xét lấy Diệp Thần trong cơ thể virus tình huống. Diệp Thần nhìn xem nàng như nhu để tay cầm, cảm thấy khẽ động, nhớ tới đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, không biết đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, nếu như dùng tại thiên nữ trên thân, nào sẽ như thế nào? Hắn liền không để lại dấu vết bắt lấy thiên nữ tay. Trực tiếp thi triển đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, một luồng hỗn độn tinh khí lặng yên không tiếng động chui vào thiên nữ trong cơ thể, muốn trộm lòng của nàng. Thiên nữ Kiều Khu lập tức chấn động kịch liệt, hai con ngươi lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi vẻ mặt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, sau đó gương mặt một mảnh ửng đỏ, toàn thân làn da cũng là một hồi phấn hồng, trở nên nước nhuận ướt át, thân thể còn cùng chúng thôi tình dược giống như, tản mát ra một cỗ mùi thơm, lại trở nên mềm nhũn một thoáng ngã vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ôm thiên nữ thân thể mềm mại, cảm thấy rung động. Nhưng tiếp theo sát, chưa kịp Diệp Thần phản ứng lại, thiên nữ liền hung hăng tại trên bả vai hắn cắn một cái, đưa hắn đẩy ra, lại là xấu hổ lại là phẫn nộ nói, Diệp Thần, ngươi! Ngươi khốn nạn, ngươi cho ta rơi xuống thôi tình pháp. Diệp Thần kiến thiên nữ phản ứng, so Tinh Đạo Long Nữ còn muốn lớn, ngẩn người, sau đó cười nói, không có, là ta tân học thuật pháp. Nghe nói có khả năng đánh cắp thế gian hết thảy đồ vật, thậm chí có khả năng trộm tâm, ta tiện tay nghĩ muốn thử một chút, không có ý tứ gì khác. Nghe được trộm tâm nhị chữ, thiên nữ gương mặt càng là đỏ lên, một khỏa tim đập bịch bịch, nàng vừa mới đích thật là cảm giác được,
chính mình một trái tim đều muốn bị Diệp Thần trộm đi, muốn đối Diệp Thần khăng khăng một mực. May mắn nàng rèn đúc thần Chu Thiên Kiếm về sau, đạo tâm cường đại hơn nhiều, bằng không, khẳng định phải trúng chiêu, triệt để mê thất. Hiện tại thiên nữ mặc dù không có mê thất, nhưng cảm xúc chập trùng gợn sóng cũng là phi thường lớn, nhịp tim không ngừng, tâm loạn như ma, trong lòng thiên thiên kết, cắt không đứt, gỡ càng rối, vô tận niệm tư cùng dục vọng như sóng chiều bốc lên, nàng toàn thân lại là khô ráo lại là nóng lên, lại giống như muốn chảy ra nước tới. Tại thiên nữ một bên trong gió mộng, cũng bị Diệp Thần đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp một tia khí tức ảnh hưởng đến, Diệp Thần cũng không là nhằm vào nàng, nhưng có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài, chạm tới trong gió mộng. Trong gió mộng thân thể run rẩy, lập tức mềm nhún quỳ gối Diệp Thần trước mặt, vẻ mặt ửng hồng nói không ra lời, từng ngụm thở hào hển, ngước mắt nhìn xem Diệp Thần, trong con ngươi đã tràn đầy lưu luyến si mê, ngốc trệ, ngạc nhiên, khát vọng chi ý. Thiên nữ dậm chân, có chút bất đắc dĩ cùng cả giận nói, ngươi xem một chút ngươi, học cái gì trộm tâm pháp, đem người hồn đều trộm đi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, xem ra đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp uy lực, so hắn trong tưởng tượng còn phải lớn chút, thiên nữ cùng tinh đạo long nữ đều là đạo tâm cường hãn thế hệ, các nàng mặc dù không có bị Diệp Thần trộm tâm, nhưng tinh thần cũng nhận to lớn trùng kích, đến mức trong gió mộng, chẳng qua là tiêm nhiễm một chút khí tức, hồn đều bị Diệp Thần câu đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 535.